MC Thanh Sâu Audio chuyện hay kính chúc quý khán giả có những phút vui vẻ và thoải mái trên kênh. Đừng quên like cũng như đăng ký kênh ủng hộ đội ngũ ra đều video phục vụ mọi người nhé. Sau đây mời quý khán giả cùng nghe chuyện. Chiến hồn U Linh tập 27 Lại nát Đám người kinh dị nhìn xem tán thành một đống bột chắc lực thạch, trong lòng cực kỳ không bình tĩnh, nếu như phía trước một kiếm kia là bởi vì chắc lực thạch hư hại duyên cớ. Như vậy hiện tại đâu? chẳng lẽ vẫn là chắc lực thạch hư hại mộ thần phong lông mày hơi nhíu hắn có thể cảm nhận được tiêu phàm vừa rồi một kiếm kia đáng sợ cắt ra chắc lực thạch cũng không tính cái gì nhưng mà nhường chắc lực thạch hóa thành một đống bột phấn này liền có chút kinh khủng khó trách tiểu tử này nhường chiến hồn học viện không ít người ăn phải cái lỗ vốn hắn quả thật có thực lực này còn muốn chắc sao tiêu phàm đột nhiên quay đầu nhìn xem mộ thần phong cười nói mộ thần phong sắc mặt khó coi vô cùng tiêu phàm mà nói thế nhưng là trắng trợn khiêu khích a à, bất quá hắn cũng không thể tránh được lấy tiêu phàm thực lực là khẳng định có thể kích hoạt chắc lực thạch lên quang thúc lại chắc một lần đoán chừng tiểu tử này cũng sẽ không thủ hạ lưu tình chỉ có thể hư hao càng nhiều chắc lực thạch chủ yếu nhất là vừa rồi chắc lực thạch sáu màu đều bị kích phát cái này đã xem như thông qua được khảo hạch không cần mộ thần phong nghiêm mặt nói a à, tiêu phàm trên mặt mang theo vẻ thất vọng Tức giận mộ thần phong hận không thể một cái tát chết tiểu tử này, đám người muốn cười nhưng lại không dám cười. Tiêu Phàm cùng Quan Tiểu Thất hai người cầm lệnh bài rời đi, đi tới vòng thứ hai khảo hạch chỗ. Vòng thứ hai khảo hạch là ở chiến hồn học viện bên trong một tòa thanh sắc thạch tháp, nhìn xem tảng đá kia, Tiêu Phàm nhíu mày, không khỏi nghĩ tới sát lục trong không gian luyện tâm tháp. Chẳng lẽ vòng thứ hai khảo hạch cũng là cùng luyện tâm tháp đồng dạng. Tại luyện tâm tháp phía dưới, đứng đầy từng cái tu sĩ tất cả đều ngẩng đầu nhìn về phía thanh sắc phía trên thạch tháp, tiêu phàm cũng đúng lúc nhìn thấy thanh sắc tảng đá tầng thứ nhất môn thượng treo một tấm bảng, phía trên viết ba chữ, huyễn hồn tháp. Lầu đó Ngạo thiên lại còn không có đi ra, có vẻ như đã đến tầng thứ năm đi, chẳng lẽ còn nghĩ xung kích tầng thứ sáu. Không thể không nói, lầu ngạo thiên thực sự là một cái yêu nghiệt, nghe nói mấy năm trước nam cung thiên giật, sở khinh của mấy người cũng không thể thông qua tầng thứ sáu, nếu như hắn có thể thông qua, vậy tất nhiên có thể đặc biệt tiến vào bên trong viện. Hãy chờ xem, cũng chưa chắc có thể thành công thông qua tầng thứ sáu, tiến vào tầng thứ sáu cùng thông qua thế nhưng là hoàn toàn không giống, một khi thông qua, tầng kia tia sáng liền sẽ sáng rõ. Nghe được đám người tiếng nghị luận, tiêu phàm hơi hơi ngoài ý muốn, Nam Cung Thiên giật cùng sở khinh cuồng bọn người không thể thông qua tầng thứ sáu, cái này huyễn hồn tháp đáng sợ như thế sao? Ông ông tương đương tương đương. Đột nhiên, huyễn hồn tháp tầng thứ sáu phóng ra nhức mắt kim quang ngay sau đó một đạo người áo bào trắng ảnh từ tầng thứ sáu trong cửa đá đi ra sắc mặt trắng bệch cơ thể đều có chút lung lay sắp đổ thông qua được đám người khiếp sợ không thôi ánh mắt không hẹn mà cùng rơi vào đạo kia bạch bào thân ảnh phía trên hô cũng liền tại lúc này nơi xa một bóng người bắn nhanh mà tới trong nháy mắt xuất hiện ở huyễn hồn tháp không trung là kiếm hoàng đám người lên tiếng kinh hô kính úy nhìn xem không trung đạo nhân ảnh kia, bọn hắn không nghĩ tới, lầu ngạo thiên vậy mà kinh động đến kiếm hoàng. Lầu ngạo thiên, ngươi có thể nguyện bây giờ cùng bản hoàng tiến vào bên trong viện. Kiếm hoàng ngữ khí vô cùng uy nghiêm. Hảo, lầu ngạo thiên thở sâu, cuối cùng vẫn gật gật đầu. Kiếm hoàng thấy thế, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, lần trước bị lầu ngạo thiên cự tuyệt, đã để hắn rất mất thể diện. Mặc dù mặt ngoài không có cái gì, nhưng hắn trong lòng ít nhiều cũng có chút u cục, lần này tới phía trước, hắn cũng chỉ sợ Lầu Ngạo Thiên sẽ cự tuyệt, tất cả trước khi đến trong lòng đều có chút thấp thỏm. Kiếm Hoàng mang theo Lầu Ngạo Thiên rời đi, hiện trường khôi phục như trước, những người khác kiếm Hoàng cũng không nhìn một cái. Cái tiếp theo, khảo hạch trường lão âm thanh vang lên. Lại một cái người đi vào Huyễn Hồn Tháp, nhưng mà vẹn vẹn không muốn 10 cái hô hấp tựu ra tới, Huyễn Hồn Tháp bình tĩnh như thường, không có bất kỳ cái gì tia sáng chỉ thấy người kia ủ rũ cúi đầu từ trong tháp đi tới, sắc mặt trắng bệch như tẩy. Thất bại, đám người nhỏ giọng thầm thì, trong lòng cũng bắt đầu khẩn trương lên. Kế tiếp, cái này đến cái khác tu sĩ đi vào huyễn hồn tháp, dài nhất ngây người trăm hơi thở thời gian, ngắn nhất không đến 10 hơi, 10 cái tu sĩ, tối đa chỉ có 5 cái kích phát huyễn hồn tháp quang mang. Không thể kích phát tia sáng, cũng liền đại biểu khảo hạch thất bại, một phần hai nhân bị đào thải, cái này tỷ lệ thông qua cũng không tính cao. Dù sao tổng cộng khảo hạch có ba vành, vòng thứ ba khảo hạch tỷ lệ đào thải mới là cao nhất. Tam ca, ta tới trước. Đến phiên quan tiểu thất cùng tiêu phàm thời điểm đã là lúc chàng vạng tối, quan tiểu thất trước tiên hướng đi huyễn hồn tháp. Tiêu phàm lặng lặng đứng chờ lấy, người xung quanh không hề đề cập tới huyễn hồn chuyện trong tháp, điều này cũng làm cho hắn đối với huyễn hồn tháp có chút hiếu kỳ đứng lên. Sau ba hơi thở, tầng thứ nhất quang mang đại thịnh đám người mệt mỏi con mắt lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Ba hơi, có vẻ như lầu ngạo thiên một dạng A, à, chẳng lẽ lại một cái yêu nghiệt. Có người kinh hô mà ra. Lại qua ba hơi, tầng thứ hai hào quang rực rỡ chói mắt. Đám người vô cùng an tĩnh, lặng lặng nhìn huyến hồn tháp, tựa như chỉ sợ bỏ lỡ cái gì. Ngay sau đó, tầng thứ ba, tầng thứ tư, tầng thứ năm đều bị thắp sáng, nhưng mà, quan tiểu thất vẫn không có đi ra. Tiểu ngũ thực lực, xem ra lại có tinh tiến tiêu phàm tâm bên trong nghĩ thầm đã trải qua chuyện của hai ngày này quan tiểu thất tâm tính có biến hóa rất lớn nguyên bản không nhiễm bất luận cái gì khói lửa chính hắn bây giờ trên thân nhiều hơn một cổ lạnh ý y thiên linh sự tỉnh đối với hắn đà kích rất lớn trăm hơi thở sau đó huyến hồn tháp tầng thứ sáu tia sáng nở rộ mà ra ngay sau đó một thân ảnh từ tầng thứ bảy trong cửa đá bắn ra cơ thể lung lay sắp đổ sắc mặt trắng bệch vô cùng tiểu ngũ không có sao chứ làm quan tiểu thất rơi trên mặt đất lúc tiêu phàm vội vàng đi lên đỡ lấy hắn lại một cái tuyệt thế yêu nghiệt a à, người này là ai đám người từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần có chút không tiếp thụ được sự thật này bọn hắn rất nhiều người liền tầng thứ nhất đều không thể thông qua tiểu tử này ngược lại tốt vậy mà thông qua được 6 tầng hơn nữa còn đi khiêu chiến tầng thứ bảy mặc dù đang tầng thứ bảy thất bại nhưng mà bây giờ không có người giễu cợt hắn bọn hắn những thứ này tối đa chỉ có thể thông qua hai ba tầng người, lại có cái gì tư cách đi lấy cười một cái thông qua tầng 6 đâu. Ngoan đồ nhi, ngươi rất không tệ, bây giờ cùng vi sư đi. Hỏa hoàng âm thanh cởi mở vang lên, trong nháy mắt xuất hiện ở quan tiểu thất bên cạnh. Tam ca, quan tiểu thất nhìn về phía tiêu phàm, tựa như không muốn rời đi đồng dạng. Cùng hỏa hoàng tiền bối đi thôi, ta tin tưởng, lần sau gặp được ngươi, ngươi sẽ trở nên càng mạnh hơn. Tiêu phàm vỗ vỗ quan tiểu thất bà vai cười nói. Tại nội viện tài nguyên tu luyện, tuyệt đối so với ngoại viện mạnh rất nhiều, hơn nữa, có hòa hoàng tự mình chỉ đạo, quan tiểu thất cũng sẽ thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Chỉ là tiêu phàm không giống nhau, hắn đã đáp ứng hướng vinh, nếu như thông qua khảo hạch, liền gia nhập vào linh điện, quân tử nhất môn tứ mã nan truy, đây là tiêu phàm làm người chuẩn tắc một trong. Hảo, qua chút thời điểm ta trở lại thăm ngươi, quan tiểu thất gật gật đầu tiểu tử ngươi không đi nổi viện hỏa hoàng cổ quái nhìn xem tiêu phàm đảo nghe được hỏa hoàng mà nói chung quanh những người khác càng thêm kinh nạc hỏa hoàng ý tứ tiểu tử này cũng có tư cách trực tiếp tiến vào bên trong viện ta sẽ đi nhưng không phải bây giờ tiêu phàm cười nói qua mấy ngày tiền bối lại tới tìm ta cũng có thể triệt để chữa khỏi tiền bối vấn đề hảo hỏa hoàng thần sắc kích động vô cùng sau đó mang theo quan tiểu thất rời đi đám người một mặt hâm mộ nhìn xem tiêu phàm, có thể cùng hỏa hoàng nói chuyện ngang hàng, cái này thật bất khả tư nghị. Cái tiếp theo, khảo hạch trường lão nhìn về phía tiêu phàm con mắt cũng hơi đổi một chút, ngữ khí mười phần bình dị gần gũi. Tiêu phàm mang lòng hiếu kỳ đi vào huyễn hồn tháp, mới vừa tiến vào, một cỗ huyền diệu khí tức đập vào mặt, không gian chung quanh đột nhiên đại biến, tại hắn trước người, xuất hiện tám đạo bóng người. Chiến vương sơ kỳ, tiêu phàm mặc dù sớm đã phỏng đoán, nhưng trong lòng cũng có chút ngoài ý muốn cái này huyễn hồn tháp thật vẫn cùng luyện tâm tháp công năng giống nhau như đúc luyện tâm tháp khí linh đã từng nói nhường hắn hỗ trợ tìm được bản thể của nó tiêu phàm cũng một mực đem chuyện này để ở trong lòng chỉ là vẫn không có bất cứ manh mối nào bây giờ nhìn thấy cái này huyễn hồn tháp có lẽ có thể tìm được luyện tâm tháp một chút dấu vết để lại tiêu phàm chậm rãi hướng cái kia tám đạo bóng người đi đến trên thân phóng ra một luồng sát ý mạnh mẽ, toàn bộ hình ảnh đột nhiên tiêu thất. Cùng lúc đó, Ngoài giới Huyễn Hồn Tháp tầng thứ nhất phóng ra hào quang sáng chói. Một hơi, đám người trợn mắt hốc mồm, bọn hắn đều tin tưởng, tầng thứ nhất Huyễn Hồn trong tháp đối mặt thế nhưng là tám cái chiến vương sơ kỳ a, dù là tuyệt thế chiến vương cũng chưa chắc có thể một hơi chém giết a. Các ngươi mau nhìn, tầng thứ hai lại sáng lên, lại là một hơi. Lại có một đạo tiếng kinh hô vang lên nếu như bắt đầu vẫn chỉ là kinh ngạc lời nói, bây giờ hoàn toàn chấn kinh. Cái này căn bản không giống như là tại thông quan, mà là tại leo thang lầu A, tám cái chiến vương trung kỳ lại bị giết trong nháy mắt. Ngay sau đó, tầng thứ ba, tầng thứ tư tia sáng cũng đồng thời mà hiện ra, hiện trường nhã tước im lặng, cái này thông quan tốc độ quá kinh khủng, một hơi một quan, đây vẫn là chuyện chưa từng có. Nếu như bọn hắn biết, tiêu phàm thông qua phía trước bốn quan, liền một kiếm đều không ra, vẹn vẹn quanh thân nở rộ sát khí liền diệt đối diện đối thủ, cũng không biết có ý nghĩ gì. Tầng thứ năm bên trong, tiêu phàm lại xuất hiện ở một mảnh diễn võ trường, phía trước tám người khí tức, đem so với phía trước cường đại hơn rất nhiều. huyễn hồn tháp so với luyện tâm tháp vẫn là kém xa tít tắp A. Tiêu phàm hít hai mắt nói, nếu như là luyện tâm tháp, tầng thứ nhất đối mặt chính là cùng tu sĩ cùng giai hư ảnh. Mỗi cao hơn một tầng, hư ảnh số lượng sẽ gấp bội tăng thêm, hơn nữa càng đến bên trên, tu sĩ thực lực cũng càng mạnh, độ khó kia, có thể so sánh cái này muốn huyễn hồn tháp cũng lớn rất nhiều. Tầng thứ 5, đối mặt là 8 cái phong vương chiến vương, tiêu phàm cuối cùng rút ra tu la kiếm, đối mặt thông thường chiến vương đỉnh phong, tiêu phàm còn không để ở trong lòng, nhưng mà đối mặt phong vương chiến vương, tiêu phàm cũng không dám khinh thường. Dù sao, phong vương chiến vương, đều là lĩnh ngộ tam trọng thế, đó cũng không phải là vậy cường đại. Nghĩ đến, muốn thông qua mỗi một quan khảo hạch cũng không phải nhất định muốn giết chết những hư ảnh này mà là chỉ cần xây dưa thời gian nhất định là được rồi tiêu phàm tâm bên trong nghĩ thầm phía trước khảo hạch thế nhưng là có không ít chiến vương sơ kỳ có một hai cái thậm chí có thể thông qua tầng thứ hai cũng không phải bọn hắn giết chết tám cái chiến vương cảnh trung kỳ mà là tại tám cái chiến vương cảnh trung kỳ trong tay giữ vững được thời gian nhất định nếu như nói vòng thứ nhất khảo hạch khảo nghiệm là một người atk mà nói vòng thứ hai khảo hạch khảo nghiệm chính là một người ý thức chiến đấu hô hô lúc này tám đạo thân ảnh giống như tám đạo sấm sét hướng về tiêu phàm đánh tới hư không đao quang kiếm khí lấp lóe đệ tam trọng thế triển lộ phát huy vô cùng tinh tế hồng trần giết tiêu phàm nhất âm thanh quát nhẹ tu la kiếm lăng không vung lên từng đạo kiếm khí màu bạc từ quanh người hắn xoay quanh mở ra bang bang hư không truyền đến một hồi rít lên thanh âm trong đó hai thân ảnh bị tiêu phàm chém giết sáu người khác công kích đã đi tới tiêu phàm trước người xem ra cũng không phải là trong tưởng tượng như vậy nhỏ yếu tiêu phàm tâm bên trong hơi hơi ngoài ý muốn chân đạp mở mịt thần tung bước đột nhiên tại chỗ biến mất ngươi một chiêu trong tuyết nguyệt quét nang mà ra lại có ba bóng người bị chém giết tiêu phàm không có cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào gió thổi thi triển đến cực hạn tài hư không lưu lại từng đạo tàn ảnh sau cùng ba người trong nháy mắt chết ở tiêu phàm dưới kiếm trường kiếm vào vỏ tiêu phàm sợi tóc phiêu đáng nhắm hai mắt bốn phía hình ảnh đột nhiên tiêu thất tiêu phàm ngẩng đầu nhìn thông hướng tầng thứ sáu lối vào bước vào tiến vào tầng thứ sáu tiêu phàm trước mắt đột nhiên xuất hiện tám đạo hư ảnh trong đó ba người trên thân phóng ra đáng sợ kiếm thế còn có ba người đứng ở đó giống như ba thanh thiên đao cuối cùng hai người nhưng là quyền thế hung mãnh như biển quanh thân khí lãng cổ động nhiếp nhân tâm phách. Rất rõ ràng, mỗi người cũng là lĩnh mộ đệ tứ trọng thế tuyệt thế chiến vương. Tiêu phàm thở sâu, khó trách lầu ngạo thiên cùng quan tiểu thất thông qua cửa này cũng tốn thời gian dài như vậy, hơn nữa thông quan sau đó cơ hồ tâm lực lao lực quá độ. Tám cây tuyệt thế chiến vương A, toàn bộ ly hỏa đế đô cũng không có nhiều như vậy, dù sao, có thể dựa vào tự thân lĩnh mộ đệ tứ trọng thế cực kỳ thưa thớt. Imei đã từng nói cho hắn biết, chiến hồn học viện có thể lãnh mộ đệ tứ trọng thế tuyệt đối sẽ không vượt qua số một bàn tay số liệu này mặc dù không nhất định chính xác nhưng là đủ để chứng minh lĩnh mộ đệ tứ trọng thế gian khổ khó trách có người nói nam cung thiên giật cùng sở khinh cuồng bọn hắn cuối cùng cũng không có thông qua cửa này cái này cũng từ khía cạnh phản ứng cửa này cũng không phải dễ chịu như vậy tám cái tuyệt thế chiến vương nếu như đổi lại nửa tháng trước ta còn thực sự không phải biện pháp nhưng là bây giờ đi tiêu phàm nhếch miệng nở nụ cười cuồn cuộn hồn lực nở rộ mà ra chỉ một thoáng một cỗ hủy diệt sát phạt chi khí từ tiêu phàm trên thân nở rộ trong nháy mắt bao phủ toàn bộ diễn võ trường hắn xuất thủ trước giống như nhẹ yến đồng dạng bắn ra tu la kiếm bắn ra một đạo lợi mang xông thẳng trong đó một cái bóng mở mà đi cũng liền tại lúc này tám đạo hư ảnh đồng thời mà động bắt cổ khí tức đáng sợ xông thẳng tiêu phàm mà đến tứ trọng kiếm thế cho hắn một loại cực lớn cảm giác áp bách hồng trần cười tiêu phàm không dám khinh thường tam trọng kiếm thế dung hợp tam trọng sức gió nhất kích khóa chặt trong đó một cái bóng mờ. Nhưng mà, nhường hắn kinh ngạc là, cái bóng mờ kia phản ứng rất nhanh, vậy mà trực tiếp tránh khỏi, đồng thời, mặt khác bảy người từ bốn phía đánh tới. Không chỉ là cảnh giới chiến lược đề cao, liền lực phản ứng cũng mạnh mẽ hơn không ít. Tiêu phàm tâm bên trong cả kinh, toàn thân chiến ý tăng vọt. Thiên địa tiêu sát, một tiếng quát như sấm, vô tận kiếm khí từ tiêu phàm trên thân bắn ra, hư không bỗng dừng lại đồng dạng, tiêu phàm đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy, tam trọng gió thổi thi triển đến cực hạn. Phốc, một kiếm xuyên thùng trong đó một cái bóng mở cơ thể, cơ thể tài hư không đạp mạnh, cơ thể giống như xoắn ốc đồng dạng bay ngược mà ra, lại đâm về một đảo khác hư ảnh. Cái bóng mở kia trực tiếp bị tiêu phàm xuyên qua, thân thể của hắn vững vàng rơi trên mặt đất. Bây giờ, chán của hắn cũng dịn ra giọt giọt mồ hôi, thi triển một kích này, đối với hắn hồn lực hòa tâm thần tiêu hao rất nhiều. Tiếp tục như vậy, coi như có thể thông qua tầng thứ sáu, cũng tuyệt đối không cách nào thông qua tầng thứ bảy. Tiêu phàm nhíu mày, con người băng lãnh nhìn chằm chằm đối diện lục đảo hư ảnh. Chỉ có thể thi triển một chiêu này, nếu như có thể giết chết bọn hắn, cũng có thể thay ta tiết kiệm hồn lực. Vừa dứt lời, tiêu phàm khí thế đại biến, một cỗ sát khí ngút trời nở rộ mà ra, dưới chân của hắn, càng là xuất hiện một mảnh ngập trời huyết hải. Tula la kiếm mũi kiếm sinh ra một cái điểm sáng màu đỏ ngòm, xoay tròn cấp tốc, điểm sáng nhanh chóng biến lớn, ngưng kết thành một vòng xoáy khổng lồ, kiếm khí màu đỏ ngòm xoắn nát tứ phương hư không. Tàn sát, tiêu phàm gào thét một tiếng, Tula la kiếm chấn động một cái, một đạo đáng sợ huyết mang gào thét mà ra, cuốn lên kiếm khí khổng lồ phong bạo, đem còn dư lại sáu người tất cả đều bao phủ đi vào. Một kích này, Trước đây có thể chém giết chiến hoàng cảnh trung kỳ tần đao, lần này lại có thể hay không chém giết sáu cái tuyệt thế chiến vương đâu. Huyến hồn tháp phía dưới, ánh mắt vô số tu sĩ nhìn chầm chập tầng thứ sáu. Đã nhanh một trăm hơi thở, tầng thứ sáu quang mang còn không có thắp sáng, đoán chừng là thất bại. Phía trước thông quan tốc độ quá nhanh, chắc chắn đối với hắn tiêu hao quá lớn, lại không biết càng đến bên trên, đối mặt hư ảnh càng mạnh, hồn lực nếu như hao hết lời nói, nghĩ thông suốt quan rất khó đúng vậy a à, cửa thứ sáu nhất thiết phải kiên trì thời gian uống cạn nửa chén trà không chết mới có thể tính toán vượt qua trước kia nam cung thiên giật cùng sở khinh cuồng chỉ thiếu một chút liền xông qua rất nhiều người lắc đầu thở dài hôm nay đã có hai người xông qua tầng thứ sáu đã là sáng tạo ra kỳ tích làm sao có thể một mà tiếp tái nhi tam đâu tiêu phạm có thể vượt qua sao trong đám người một cái bạch bào nam tử hít hai mắt lắp bắp nói nam tử chính là bạch vũ tiêu phàm tuy mạnh, bất quá nghĩ xông qua tầng thứ sáu gần như không có khả năng, tám cái tuyệt thế chiến vương, cho dù chiến hoàng trung kỳ cũng muốn lui tránh. Tại bạch vũ bên cạnh, đứng là trăm dặm cuồng phong cùng trăm dặm nghe tiếng vinh đệ, nói chuyện là trăm dặm nghe tiếng. Hai người vẹn vẹn thông qua được tầng thứ hai, so với bạch vũ đều hơi có không bằng. Không nhất định, tiêu phàm thực lực không thua lầu ngạo thiên. Trăm dặm cuồng phong lắc lắc đầu nói. Nghe nói Trần Phong xông qua tầng thứ ba, có phải thật vậy hay không? Trăm dặm nghe tiếng đối với tiêu phàm cũng không như thế nào cảm mạo, lúc trước hắn nghe được Trần Phong đều xông qua tầng thứ ba, trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Trăm dặm cuồng phong cũng lộ ra một tia tò mò, hoàng thành mười tú, Trần Phong xếp hạng để bát, còn tại hắn trăm dặm cuồng phong sau đó, hắn đều chỉ thông qua tầng thứ hai, Trần Phong làm sao có thể thông qua tầng thứ ba? Thật sự, Bạch Vũ gật gật đầu, phía trước ta tới tham gia vòng thứ hai thời điểm khảo hạch, hắn vừa vặn từ huyễn hồn trong tháp đi ra cả người nhìn qua cùng trước đó có chút khác biệt chỉ là bất đồng nơi nào lại nói không lên đây trăm dặm cuồng phong nắm đấm nắm chặt trong lòng mười phần khó chịu chỉ cần đi vào chiến hồn học viện về sau có rất lớn tiến bộ không gian không cần lo lắng cái gì bạch vũ cũng không để ý trong mắt lòng tin mười phần không tệ tiêu phàm cũng chỉ là bây giờ đột phá nhanh mà thôi hắn căn cơ cũng không nhất định ổn chúng ta có khả năng rất lớn vượt qua hắn trăm dặm nghe tiếng gật gật đầu bạch vũ trầm mặc không nói trong lòng một hồi bất đắc dĩ vượt qua tiêu phàm đó là khó khăn cỡ nào a à? nếu như các ngươi biết tiêu phàm liền chiến hoàng cảnh trung kỳ đều có thể chém giết đoán chừng cũng sẽ bị đả kích a à? trăm dặm cuồng phong cùng trăm dặm nghe tiếng chỉ là vừa tới ly hỏa đế đô mà thôi đối với tiêu phàm sự tình cũng không phải rất rõ ràng bằng không bọn hắn mà thôi sẽ không tự tin như vậy ong ong tương đương tương đương. Đột nhiên, huyến hồn tháp phóng ra sáng chói hà mang, từng tầng từng tầng sóng ánh sáng gợn sóng khuấy động mở ra. Tầng thứ sáu tia sáng sáng lên, hắn xông qua. Đám người kinh hãi nhìn xem huyến hồn tháp tầng thứ sáu, trong lòng cực kỳ không bình tĩnh. Xông qua, trăm dặm cuồng phong cùng trăm dặm nghe tiếng sắc mặt hai người khó coi, vừa rồi bọn hắn còn đang suy nghĩ siêu việt tiêu phàm, bây giờ tiêu phàm liền xông qua huyến hồn tháp tầng thứ sáu cái này khiến hai người trên mặt nóng bỏng như cả trứng chỉ là nhường đám người nghi ngờ là nội viện các hoàng giả lần này vậy mà chưa từng xuất hiện phải biết phàm là xông qua huyễn hồn tháp tầng thứ sáu nhân đều là có thể trực tiếp tiến vào bên trong viện a phía trước hỏa hoàng tiền bối nói tiêu phàm chính mình không muốn vào đi vào viện cho nên bọn hắn cũng không tất yếu tới có người khẽ nói nhớ tới phía trước tiêu phàm cùng hỏa hoàng nói chuyện nguyên bản rất nhiều người cho là tiêu phàm quá mức cuồng ngạo, tự nhận là có thể đặc biệt tiến vào bên trong viện, bọn hắn nơi nào sẽ nghĩ đến tiêu phàm thật sự có thực lực này. Huyễn hồn tháp tầng thứ sáu bên trong, tiêu phàm sắc mặt có chút trắng bệch, mồ hôi trên trán rơi xuống, rơ lên đầu, con người trong suốt nhìn xem tầng thứ bảy cửa vào, chậm rãi đi tới. Tầng thứ bảy, lại sẽ là cái gì đây? Tiêu phàm tâm bên trong do dự, nếu như chỉ là tám cái thông thường chiến hoàng tiền kỳ hư ảnh, hắn còn có thực lực một trận chiến. ầm ầm đẩy cửa đá ra, tiêu phàm xuất hiện ở tầng thứ bảy bên trong, nhưng hắn kinh ngạc là, tầng thứ bảy đồng thời không có xuất hiện huyến cảnh, tiến vào hắn mi mắt là một đạo gầy đét bóng lưng. Đó là một cái tóc trắng mày trắng lão giả áo bào trắng, hắn đứng chắp tay, ngẩng đầu nhìn phía trước vách đá. Phía trước trên bàn sách, điểm hai ngọn ngọn đèn, xuyên thấu qua ánh sáng mờ tối lờ mờ có thể thấy rõ ràng trên vách đá là vì vật gì, đó là một bức họa. Trên tấm hình hiện đầy rậm rạp chẳng chịt đường cong, đường cong lít nha lít nhít, để cho người ta có loại cảm giác mê man, cả người hồn lực tựa như tất cả đều hút vào trong đó. Người nghĩ tham gia tầng thứ bảy khảo hạch, lão giả đột nhiên mở miệng, âm thanh mờ mịt quanh quẩn ở trong không gian, hắn cũng không quay người, con mắt vẫn như cũng nhìn chằm chằm bức họa kia. Là, tiêu phàm không biết vì sao, bất quá vẫn là gần gần đầu tầng thứ bảy tổng cộng có tam quan cửa thứ nhất chỉ có thể ngươi có thể tới gần ta trong vòng ba bước coi như thông qua lão già thản nhiên nói có thể sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào sao tiêu phàm vẫn đạo có thể lão già vẫn không có quay đầu tiêu phàm nghe vậy đạp chân xuống hóa thành một vệt sáng hướng về lão già phóng đi nhưng mà nhường hắn kinh ngạc là một cỗ to lớn phản lực đâm đầu vào vọt tới thân hình của hắn chiến lược bất ổn lao nhanh hướng phía sau phóng đi tiểu ngũ khi tiến vào tầng thứ bảy lúc hẳn là bị cô lực lượng này đánh bay ra ngoài a tiêu phàm tâm bên trong trầm xuống nhìn lại hắn chỗ bay ngược chỗ chính là tầng thứ bảy mở miệng chỗ nếu như bị hướng bay ra ngoài há chẳng phải là nói rõ thất bại u linh chiến hồn đi ra tiêu phàm tâm bên trong một tiếng quát như sấm khi thế lần nữa kéo lên tu la kiếm chỉ vào không trung đánh vào trên thạch bích tu la kiếm sinh sinh bị đè cong có thể tưởng tượng được cỗ này phản lực đáng sợ tiêu phàm sắc mặt đỏ bừng gân xanh trên trán giống như tiểu trùng giống như nhúc nhích cuồn cuộn hồn lực đánh thẳng vào toàn thân kinh mạch cơ bắp kéo căng tựa như muốn nổ tung đồng dạng cỗ này áp lực cực lớn nhường hắn có chút tuyệt vọng cái này còn vẻn vẹn chỉ là tán phát khí tức liền như thế đáng sợ vậy cái này lão giả thực lực chân chính đâu tiêu phàm không dám tưởng tượng nhân ngoại hữu nhân sơn ngoại hữu sơn Lời nói này tuyệt không sai, ai sẽ nghĩ đến, ở nơi này huyễn hồn tháp gặp phải một cái biến thái lão giả. Thiên địa tiêu sát, tiêu phàm nhất âm thanh quát như sấm, vô số kiếm khí từ trên người hắn nở rộ, hai chân dùng sức đạp ở trên vách đá, lấy tu la kiếm mở đường, hướng về lão giả phương hướng đâm tới. Phốc phốc phốc, nhưng mà, quỷ dị là, cái kia vô tận kiếm khí đột nhiên bắn ngược mà quay về, giống như vạn điều về tổ, xông thẳng tiêu phàm mà đến, hắn toàn thân trên dưới, huyết bay vụt. Tiêu phàm tâm bên trong có loại xúc động mà chửi thề, lão gia hỏa này thực lực thật là đáng sợ, dù là đối mặt hỏa hoàng cùng kiếm hoàng cũng không có loại áp lực này. Bất quá, tiêu phàm cũng là không chịu thua chủ, lần nữa dẫn ra lấy vô tận chiến hồn sức mạnh, tại hắn bên ngoài thân, bốc cháy lên một chút xíu kim sắc khí diễm, tiêu phàm khí thế lần nữa tăng lên mấy phần. Lão giả như có chút ngoài ý muốn, đột nhiên quay người nhìn về phía tiêu phàm, một chương gầy đét khuôn mặt khắc sâu vào tiêu phàm con mắt hai đầu trường mi buông xuống rất có một phen dáng vẻ tiên phong đạo cốt vô tình nhất kích tiêu phàm tâm bên trong gào thét hắn cũng không tin liền tới gần đối phương ba bước thực lực cũng không có tinh thần hồn lực quán chú tại tu la kiếm phía trên hướng về phía trước đâm tới phốc trong hư không dường như có cố lực lượng vô hình bị một kiếm đâm xuyên qua đồng dạng đột nhiên ở giữa vẻ này áp lực tiêu tán không ít mắt thấy tu la kiếm đã nhanh đâm vào lão giả lưng thời điểm tiêu phàm xoay người giữa không trung vội vàng thu hồi trường kiếm mặc dù hắn không cho rằng bản thân có thể giết chết lão giả nhưng là không muốn ra hiện ngoài ý muốn sát khí thu liếm tự nhiên ngược lại là một người thú vị lão giả vuốt vuốt trắng bạch râu dài cười nhạt một cái nói tiêu phàm đứng tại chỗ há mồm thở dốc cơ thể có chút phát run vừa rồi một kiếm kia cơ hồ tiêu hao hết hắn toàn bộ thực lực cũng là hắn cường đại nhất nhất kích. Thực lực coi như không tệ, tính ngươi thông qua cửa thứ nhất. Lão già thản nhiên nói, chỉ là không tệ lắm. Tiêu phàm biếu môi, không phải hắn tự luyến, nhưng cùng với giai tu sĩ bên trong, thật đúng là không có mấy người là của hắn đối thủ. Hơn nữa, hắn cũng đã đến gần lão già trong vòng ba bước, nếu như không phải vội vàng thu kiếm, có lẽ còn có thể tiến thêm một bước. Cái này còn vẹn vẹn chỉ là cửa thứ nhất mà thôi lão già lại nói âm thanh để cho người ta như mộc xuân phong đồng dạng tiêu phàm cảm giác mình mệt mỏi diệt hết trong lòng kinh ngạc lúc lão già lại lấy ra một cái đầu người lớn nhỏ màu đen hình cầu hắc cầu không biết dùng cái gì chế tạo thành chỉ có thể thấy rõ ràng phía trên có hai cái vi hình lỗ thủng tiêu phàm thử thăm dò dùng một tia hồn lực rót vào trong đó lập tức cảm giác đầu có chút không rõ cái này hắc cầu bên trong có vô số thông đạo lít nha lít nhít tựa như một cái phức tạp mê cung đồng dạng hồn của hắn lực vậy mà trong lúc nhất thời xuyên thấu không đi ra, tiêu phàm tâm bên trong kinh ngạc vô cùng, cái này hắc cầu thật đúng là không đơn giản. Nhanh như vậy liền từ bỏ, lão già mỉm cười, đây chính là cửa thứ hai, người hồn lực nếu như có thể thành trong đó một lỗ đi vào, tiếp đó từ một cái khác lỗ đi ra, coi như người thông qua được, đương nhiên, trước khi bắt đầu, người có thể khôi phục một chút tâm thần. Hảo, tiêu phàm gật gật đầu, trong lòng của hắn cũng vô cùng hiếu kỳ, càng thêm không tin, hồn lực của mình vậy mà xuyên thấu không được cái này màu đen hình cầu lập tức trực tiếp ngồi ở tại chỗ ngồi xếp bằng lão giả cười híp mắt nhìn xem tiêu phàm sau đó lấy tay vung lên huyễn hồn tháp quang mang đột nhiên tiêu thất thất bại sao như thế nào người không có đi ra huyễn hồn ngoài tháp đám người lộ ra vẻ kinh ngạc huyễn hồn tháp phía dưới sáu loại tia sáng đột nhiên biến mất nhưng mà tiêu phàm đồng thời không có xuất hiện đừng nói khảo hạch tu sĩ kinh ngạc liền khảo hạch trưởng lão cũng nghi hoặc không thôi. khảo hạch trưởng lão vừa định chuẩn bị đi bảy tầng nhìn một chút, nhưng mà lúc này một đạo âm thanh quỷ dị truyền vào bên tai hắn, nhường hắn thần sắc chấn động. cái tiếp theo khảo hạch trưởng lão hít sâu một cái nói: những người khác không biết vì sao, nhưng là không tiện hỏi nhiều cái gì. nếu là chọc giận khảo hạch trưởng lão, trực tiếp bãi bỏ tư cách, vậy coi như phiền phái. tiêu phàm chẳng lẽ tiến nhập tầng thứ bảy? chăm dặm nghe tiếng kinh ngạc đảo, người kia như thế nào không có đi ra, chẳng lẽ chết ở bên trong. Còn không có nghe nói ai sẽ chết ở bên trong, chăm dặm cuồng phong lắc lắc đầu nói, đi về nghỉ ngơi trước đi, vòng thứ ba khảo hạch ngày mai mới bắt đầu. Bạch Vũ nghi ngờ nhìn Huyễn hồn tháp tầng thứ bảy một mắt, cùng chăm dặm cuồng phong huynh đệ rời đi. Tầng thứ bảy bên trong, sau nửa canh giờ, tiêu phàm lúc này mới đứng dậy, nhìn xem lão giả nói tiền bối, có thể. Lão giả không nói, chỉ là khẽ gật gật đầu, con mắt lần nữa đắm chìm tại trên vách tường cái kia bức họa bên trong. Viên kia màu đen hình cầu liền bày trên bàn. Tiêu phàm đi qua, một chút xíu hồn lực từ màu đen hình cầu một cái lỗ nhỏ thẩm thấu đi vào, hình cầu bên trong, đường vân vô số, chia ra làm ba, ba phần vì chín. Vẹn vẹn mười mấy hô hấp, tiêu phàm hồn lực liền hóa thành ngàn ti vạn sợi, nhưng mà vẫn như cũ không cách nào dày đặc toàn bộ hình cầu bên trong thông đảo tiêu phàm không dám tưởng tượng, hình cầu này rốt cuộc có bao nhiêu thông đạo, hắn thậm chí hoài nghi, cái này một cái lỗ, thật sự có thể từ đối diện cái kia lỗ xuyên ra ngoài sao. Hình cầu này bên trong, nhất định chính là một cái to lớn mê cung, người như đi ở bên trong, đoán chừng cả một đời cũng đừng hỏng đi tới. Nhưng mà cái này một cái nho nhỏ hắc cầu, đoán chừng cũng không phải bình thường người có thể tạo nên. Từ từ, tiêu phàm cái chán dịn ra một tia mồ hôi, phía sau lưng sớm đã ướt đẫm Sắc mặt có chút tái nhợt. Lão già thỉnh thoảng quay đầu, trong mắt trải qua vẻ khác lạ, thầm nghĩ trong lòng, thời gian uống cạn nửa chén trà, có thể kiên trì lâu như vậy cũng khó. Tiêu Phàm đã quên hết tất cả, ngàn ti vạn sợi hồn lực tại màu đen bên trong xuyên thẳng qua, vô số hồn ti lại quỷ dị hội tụ ở đến cùng một chỗ, đáng tiếc, vẫn như cũ không cách nào sâu vào. Tiêu Phàm thô sơ giản lược đoán chừng một chút, cái này màu đen hình cầu bên trong thông đạo, chính là đến ngàn vạn mà tính hắn một cái chiến vương cảnh tu sĩ muốn xuyên qua mười phần gian khổ đây vẫn là hồn của hắn lực cực kỳ tinh thuần nguyên nhân có thể phân tán thành thiên ti vạn sợi nếu như nếu là đổi lại một người khác tuyệt đối đã sớm đầu óc choáng váng dù sao muốn khống chế ngàn ti vạn sợi hồn lực đối với một người tâm thần tiêu hao rất nhiều tiếp tục như vậy không phải biện pháp nếu quả như thật có thể xuyên qua đi dùng những phương pháp khác ngược lại là rất đơn giản nhưng mà chỉ dựa vào hồn lực cũng quá khó khăn tiêu phàm tâm bên trong hơi trầm xuống nếu là đổi lại một người khác đoán chừng đã sớm từ bỏ nhưng mà tiêu phàm vẫn còn đang kiên trì những thứ này thật nhỏ thông đạo khẳng định có quy luật tuyệt đối không phải tạp nhạp tiêu phàm nghĩ thầm đột nhiên tựa như nhớ ra cái gì đó trong lòng khẽ run lên hồn văn những thông đạo này là từ hồn văn tạo thành nghĩ tới đây tiêu phàm tâm bên trong cả kinh con mắt nhìn hướng lão giả chẳng lẽ lão nhân này là trong truyền thuyết hồn điêu sư tập trung ý chí tiêu phàm thi triển nhất tâm nhị dụng đem màu đen hình cầu bên trong đường vân in vào trong đầu đồng dạng tâm thần vẫn tài không ngừng nếm thử một nửa khác tâm thần nhưng là bắt đầu cân nhắc đứng lên tại tiêu phàm hồn hải bên trong vô số hồn lực ngưng kết trở thành một cái hình tròn trùng sáng từng cái hồn lực sợi tơ lẫn nhau xen lẫn nhưng lại quỷ dị không có chạm đến cùng một chỗ chế tạo cái này màu đen hình cầu nhân đoán chừng cũng là hồn điêu sư bên trong cao thủ a tiêu phàm tâm bên trong nghĩ thầm hồn của hắn lực đã phân tán chìm hơn ước sợi người bình thường hồn lực căn bản không có khả năng làm đến bước này tiêu phàm làm được đã cực kỳ bất phàm ta cũng không tin đem tất cả thông đạo đều mô phỏng đi ra còn tìm không thấy đường ra tiêu phàm ngưng thanh đạo hồn hải bên trong cái kia màu đen hình cầu bên trong hồn ti càng ngày càng nhiều từ từ tựa như đã biến thành một cái thực thể hơn nữa còn đang không ngừng tăng thêm tiêu phàm sắc mặt đã trắng bệch vô cùng tựa như tùy thời có thể đổ xuống lão già trong mắt trải qua vẻ khác lạ thậm chí trở nên kích động lên kinh ngạc nói ba canh giờ còn tại kiên trì hô đúng lúc này một tia tinh tế hồn lực từ một cái khác trong lỗ thủng xuyên thấu mà ra lão già toàn thân kịch liệt run lên bờ môi cũng bắt đầu run dậy lên thành công lão già hoảng sợ nói, lách mình xuất hiện ở tiêu phàm bên cạnh, một tay nâng tiêu phàm cơ thể. Ta làm được, tiêu phàm tái nhợt nở nụ cười, liền ngất đi, cả người tâm lực lao lực quá độ, cơ hồ hư thoát. Mấy thập niên, cuối cùng có người thành công, thân thể của lão giả khẽ run, đây là một loại phát ra từ nội tâm kích động, trong nháy mắt một điểm, một vệt sáng bắn vào tiêu phàm thể nội. Một cỗ ánh sáng nhu hòa từ tiêu phàm trong thân thể gào thét mà ra, sắc mặt chậm rãi trở nên hồng nhuận, không sai biệt lắm sau ba canh giờ, tiêu phàm lúc này mới mở hai mắt ra. Nhưng là thấy lão giả đưa lưng về phía hắn, con mắt vẫn như cũ nhìn chầm chầm cái kia bức họa. Ngươi đã tỉnh, lão giả tập trung ý chí, lần này nhìn về phía tiêu phàm ánh mắt cũng biến thành hiền lành đứng lên, ngươi tên là gì? Có thể hay không nói cho ta biết, ngươi là làm được bằng cách nào sao? Ván bối tiêu phàm, tiêu phàm không có cảm nhận được lão giả bất kỳ ác ý, cũng liền yên lòng trong này thông đạo nhiều lắm ta đem hồn lực chia ngàn ti vạn sợi từ từ tìm lối ra cuối cùng ngoài ý muốn tìm được đem hồn lực chia ngàn ti vạn sợi lão giả nghe nói như thế trợn mắt hốc mồm nhìn xem tiêu phàm đúng vậy a à, chẳng lẽ còn có những phương pháp khác nghe được lão giả lời nói tiêu phàm cũng có chút kinh ngạc lão giả khóe miệng có chút co lại ngược lại cũng không phải còn có hay không những phương pháp khác nhường hắn khiếp sợ như vậy mà là tiêu phàm hồn lực lại có thể hóa thành thiên ti vạn lũ cho dù là hắn đi qua vô số năm ma luyện cũng mới đạt tới cái này cái cảnh giới a mới vừa rồi là cửa thứ hai còn có cửa ải cuối cùng lão giả cưỡng ép ước chế kích động trong lòng lại nói người nhìn kỹ một chút bức tranh này có thể nhìn ra cái gì không đây chính là cửa thứ ba nhìn ra cái gì có cái gì khó sao tiêu phàm tâm bên trong lắp bắp nói chẳng qua là khi ánh mắt của hắn cái kia bức họa bên trên lúc tiêu phàm sẽ không nghĩ như vậy hắn chỉ cảm thấy trước mắt hình ảnh biến đổi bộ kia rõ ràng nhìn qua là từ vô số đường cong tạo thành bức tranh đột nhiên bắt đầu bắt đầu chuyển động từng cái đường cong hướng về tiêu phàm khuếch tán mà đến hắn phát hiện mình trong nháy mắt đưa thân vào một cái không gian quỷ dị bên trong không gian đều là do đường cong tạo thành hơn nữa những cái kia đường cong tựa như sống lại đồng dạng hóa thành vô số kỳ dị sinh linh đang bay về phía giống. Đột nhiên, tiêu phàm mà nghĩ run lên, một đầu hung mãnh hồn thú hướng về hắn đánh tới, tiêu phàm toàn thân mất lạnh, vội vàng lùi lại, cả kinh hắn ngã ngồi tại mặt đất. Phía sau lưng của hắn đã sớm bị ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt trắng bệch. Nhìn thấy cái gì, lão giả trên mặt khó nén sợ hãi lẫn vui mừng, thầm nghĩ trong lòng, còn không có học hiểu hồn văn, lại có thể cảm nhận được hồn văn tồn tại. Ta thấy được một cái từ đường cong tạo thành thế giới, có vô số sinh linh đang bay múa tiêu phàm đem vừa rồi nhìn thấy hết thầy cặn kẽ nói một lần lão giả càng nghe càng kích động tiêu phàm không hiểu nhìn xem lão giả nói tiền bối ngươi một mực đang nhìn bức họa này tranh này có ý tứ gì ngươi gọi tiêu phàm đúng không có bằng lòng hay không bái ta làm thầy lão giả hỏi một đằng trả lời một nẻo mười phần nghiêm mặt nói bái sư tiêu phàm cổ quái nhìn xem lão giả lần trước kiếm hoàng muốn thu chính mình làm đồ đệ lần này, lão đầu này lại muốn thu chính mình làm đồ đệ. Ngươi không muốn, lão già sắc mặt trầm xuống, nếu để cho người biết hắn muốn thu đồ đệ, không biết có bao nhiêu người sẽ chấn kinh đâu, tiểu tử này ngược lại tốt, vậy mà một bộ ta không nguyện ý bộ dáng. Không phải, tiêu phàm lắc đầu, chỉ là còn chưa làm hảo quyết định này. Vậy thì bây giờ làm quyết định này, lão giả hận không thể một cái tát chết tiểu tử này, bái sư còn muốn có tính toán gì hay không? Ta... À tiêu phàm nhất kinh hắn cũng không muốn chính mình không giải thích được thêm một cái sư tôn khiếp đảm vấn đạo tiền bối ngài người xem lên tiểu tử điểm nào nhất bởi vì ngươi hồn lực rất mạnh cực kỳ thích hợp làm một cái hồn điêu sư lão già hít sâu một cái nói hồn điêu sư tiêu phàm mặc dù sớm đã đoán được nhưng vẫn là lộ ra kinh ngạc chi sắc đây chính là trước đây thật lâu cổ lão nghề nghiệp a liền tu la truyền thừa đều chỉ ghi lại đôi câu vài lời ngươi nghe nói qua hồn điêu sư lão giả cũng hơi hơi bất ngờ nhìn xem tiêu phàm, hồn điêu sư thế nhưng là thất truyền hơn mấy ngàn năm, người bình thường căn bản cũng không biết cái tên này. Ngẫu nhiên tại một bản cổ tịch nhìn lên đã đến, tiêu phàm gật gật đầu, tu la truyền thừa tự nhiên là không dám tùy tiện bại lộ. Vậy ngươi bây giờ có thể bái ta làm thầy? lão giả vuốt sâu một cái, ý cười mọi thứ đạo, trên mặt rất có vài phần vẻ đắc ý. Thế nhưng là ván bối chỉ muốn chuyên tâm tu luyện, hơn nữa, ta khá là yêu thích Elchemist một đường. Tiêu phàm yếu ớt đảo. a à, người chính là một cái Elchemist, khó trách người hồn lực cường đại như thế. Này thiên phú, đi làm Elchemist nhất định chính là lãng phí. Lão giả mừng rỡ như điên, nếu như lão giả biết tiêu phàm bằng chừng ấy tuổi chính là bảy phẩm luyện dược sư, đoán chừng cũng sẽ không nghĩ như vậy. Lập tức sắc mặt lạnh lùng nói, hôm nay, người bái cũng phải bái, không bái cũng phải bái. Tiền bối, dưa hái xanh không ngọt. Tiêu phàm khiếp đảm nói, lão già khí thế nhưng làm hắn cho dọa cho phát sợ. Ngoan đồ nhi, ngươi nếu là trở thành hồn điêu sư, ngươi hồn lực sẽ có chất để thăng, đối ngươi tu vi, cùng luyện thuốc, đều có trợ giúp thật lớn. Lão già cười híp mắt nói. Lão gia hỏa này sắc mặt thay đổi thật nhanh, không phải là đang hố ta đi. Tiêu phàm tâm bên trong lẩm bẩm, lời này nhưng là tuyệt đối không thể nói ra được. Nếu là lão già nổi giận, hắn cái này cánh tay nhỏ bắp chân, chắc chắn không chịu nổi. Không bái mà nói sẽ như thế nào? Tiêu phàm hỏi dò. Đem người ném ra bên ngoài. Lão giả tức giận nói, này bình thường bao nhiêu người muốn bái chính mình vi sư, tiểu tử này ngược lại tốt, lại còn muốn chính mình cầu hắn. Bất qua nghĩ đến tiêu phàm có thể hồn lực hóa thành ngàn vạn, lão giả lại sinh không dậy nổi khí tới, nếu như bị mấy cái lão bất tử kia biết thiên phú của hắn, đoán chừng cũng sẽ cầu hắn bái sư tiêu phàm bị lão giả lời nói dọa cho phát sợ vội vàng đứng dậy hơi hơi thi lễ nói tiêu phàm gặp qua lão sư lão giả trên mặt lúc này mới lộ ra vẻ tươi cười đạo vi sư không có gì tặng cho ngươi sẽ đưa cái này hồn văn cầu cho ngươi hồn văn cầu tiêu phàm kinh dị nhìn xem cái kia màu đen hình cầu lão sư quả cầu này có thể tu luyện hồn lực đương nhiên ngươi mỗi ngày dùng cái này hồn văn cầu tu luyện một canh giờ một tháng sau, người hồn lực tuyệt đối sẽ phát sinh bay vọt về chất. Lão già gật đầu nói. Tiêu phàm nghe vậy, như nhặt được trí bảo, vội vàng đem hồn văn cầu thu vào hồn giới bên trong, hắn phát hiện, có một lão sư, cũng chưa hẳn là chuyện gì tốt. Lão già cũng không thèm để ý tiêu phàm dáng vẻ, khẽ mỉm cười nói, ngoan đồ nhi, ngươi không làm hồn điêu sư nhất định chính là lãng phí, kể từ hôm nay, cách mỗi ba ngày qua tìm ta một lần, qua một thời gian ngắn ta dạy cho ngươi vẽ hồn văn ba ngày liền đến một lần. Tiêu Phàm trên mặt lộ ra vẻ khó xử. qua chút thời điểm, hắn còn nghĩ kê đơn thuốc vô đâu. bất quá, lời này vẫn là không có nói ra, không thể làm gì khác hơn nói tốt à? đúng. khảo hạch kết thúc về sau, ta sẽ không ở chỗ này. ngươi muốn đi nội viện tìm ta. lão già lại nghĩ tới cái gì, nói lão sư, ta vào không được nội thành à? Tiêu Phàm khổ tâm nở nụ cười. lần trước đi vào đều là bởi vì văn phường chủ cho hắn tấm lệnh bài kia, hơn nữa, ta thời gian ngắn muốn lưu lại ngoại viện. Kia tốt a, ta đây chút thời gian liền ở ra ngoài viện, ngươi cầm tấm lệnh bài này, ngoại viện hết thảy đều cho ngươi cởi mở. Lão giả gật đầu nói, ném cho tiêu phàm nhất khối lệnh bài màu tím, trên lệnh bài điêu khắc một hàng dài, cực kỳ tinh xảo. Tiêu phàm không biết vì sao, nhưng mà nghe được lão giả sau cùng câu nói kia, tiêu phàm kinh ngạc vô cùng, cái này phá lệnh bài có thể nhường ngoại viện khai phóng hết thầy cho mình. Lão sư, kiếm ý kia đáy vực ở nơi nào? Tiêu phàm liền vội vàng hỏi, lần trước trắng vô thường mấy người trong lúc vô tình nói qua nơi này, tiêu phàm tâm bên trong một mực nhớ đâu. Người lính mộ tứ trọng thế, lão giả hơi hơi bất ngờ nhìn xem tiêu phàm. Tiêu phàm sắc mặt một bước, lắc lắc đầu nói kiếm ý còn chỉ dừng lại ở tầng 3. Vậy cũng chớ đi kiếm ý đáy vực, ngoại viện chỗ sâu nhất, có một không có kiếm sườn núi Ngươi có thể đi xem lão già nhắc nhở tiêu phàm đảo là lão sư tiêu phàm gật gật đầu cái kia không có chuyện gì lời nói ta đi trước được chưa hai ngày nữa ta tìm ngươi lão già khoát tay một cái nói tiêu phàm cung kính thôi lui mừng thầm trong lòng có một sư tôn cũng khá a à, chỉ là cũng không hình bên trong nhiều một chút gò bó bất quá chỉ cần có thể để cho mình nhanh chóng trở nên mạnh mẽ cái kia cũng không tệ làm tiêu phàm rời đi huyễn hồn tháp lúc đã nhanh trời đã sáng tiêu phàm lúc này mới nghĩ đến hôm nay còn có trận đấu thứ ba chính mình có vẻ như vòng thứ hai lệnh bài còn không có nhận được a à. đúng ta như thế nào quên hỏi tên của lão sư tiêu phàm nhất vỗ đầu đảo chính mình mơ mơ hồ hồ liền có thêm một sư tôn hơn nữa liền tên cũng không biết chẳng qua là khi hắn nghĩ quay trở lại thời điểm cách đó không xa một thanh âm vang lên tiêu phàm đây là ngươi vòng thứ hai thông qua tư cách lệnh khảo hạch trưởng lão từ nơi không xa đi tới nhìn về phía tiêu phàm con mắt mang theo một tia cung kính đa tạ trưởng lão tiêu phàm tiếp nhận lệnh bài hắn không nghĩ tới khảo hạch trưởng lão lại còn cố ý chờ mình hắn không biết là khảo hạch trưởng lão cũng không phải xem ở trên mặt của hắn mới có thể chờ hắn mà là bởi vì hắn lão sư duyên cớ mặt trời lên cao khảo hạch trưởng lão tự mình mang theo tiêu phàm đi tới vòng thứ ba khảo hạch chỗ đó là một tòa thật lớn vườn tên là chiến viên khảo hạch trường lão dọc theo đường đi đem vòng thứ ba khảo hạch quy củ đơn giản giới thiệu với hắn qua một lần chiến viên bên trong chăn nuôi giả rất nhiều hồn thú cũng bố trí rất nhiều cơ quan tất cả thông qua vòng thứ hai khảo hạch tu sĩ cùng nhau từ một cánh cửa tiến vào chiến viên bên trong cuối cùng có thể sống từ một cánh cửa khác người đi ra ngoài xem như thông qua vòng thứ ba khảo hạch vòng thứ ba khảo hạch khảo nghiệm là một cái tu sĩ chiến đấu chân chính ký xảo cùng kinh nghiệm thông qua vòng thứ hai khảo hạch tu sĩ nhiều đến 800 chi chúng, nói chung, có một nửa tu sĩ có thể qua thông qua khảo hạch, đã coi là không tệ. Còn dư lại một nửa, có thật nhiều có thể sẽ chết ở chiến viên bên trong, đương nhiên, vì giảm bớt thương vong, chiến viên chung có khảo hạch trưởng lão tùy thời chờ lệnh, đem người bị thương kịp thời đưa ra. Cử hành vòng thứ ba khảo hạch quan chủ khảo là mộ thần gió, cũng chính là huyền cung đại trưởng lão. Đến giờ, tất cả mọi người tiến vào chiến viên chung, đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi, tại chiến viên chung, không thể phi hành, các ngươi cũng không cần khoe khoang, nếu không rất có thể chết ở bên trong. Mộ thần gió con mắt mười phần băng lãnh, đối với tu sĩ sinh tử tựa như không phải như thế nào để ý. Hàng năm khảo hạch, đều sẽ có không thiếu tu sĩ chết ở bên trong, chiến hồn học viện những trưởng lão này đã sớm thành bình thường. Mặt khác, chiến viên chung hồn thú, chỉ có thể thương, không thể giết, gió chưa mộ thần gió rét mà con mắt đảo qua toàn trường. Minh bạch, đám người chăm miệng một lời, bất quá cũng không ít tu sĩ xem thường. Dựa theo thường ngày kinh nghiệm, đều sẽ có một nửa người thông qua khảo hạch, ở đây hơn 800 người, hy vọng vẫn rất lớn. Thậm chí, có thật nhiều người ôm may mắn tâm lý, chỉ cần đi theo đại bộ đội, coi như gặp gỡ hồn thú lại như thế nào. Quanh tương đương, chiến viên hai phiến to lớn cửa sắt mở ra, hơn 800 tu sĩ cùng nhau chen vào, hướng về chiến viên trung phóng đi. Tiêu phàm đi theo trong đám người, rất nhanh cũng tiến nhập chiến viên. Ra tiêu phàm ngoài ý liệu là, chiến viên cùng nói là một tòa vườn, còn không bằng nói là một mảnh thật lớn rừng, bên trong cây cối chọc trời, xanh um tươi tốt, sinh cơ giạt rào. Liếc nhìn lại, vậy mà không nhìn thấy phần cuối, đủ để có thể thấy được cái vườn này mênh mông. Thật vẫn không thể phi hành. Có người hoảng sợ nói, ánh mắt lộ ra vẻ khó tin. Ở đây bố trí có hồn giới, ngoại trừ loài chim hồn thú, cùng với nắm giữ loài chim chiến hồn, tất cả mọi người đều không bay lên được. Lại có người giảng giải. Mới vừa tiến vào vườn, thì có một cỗ khí tức cường đại tập trung vào đám người, không bao lâu, vô số phi cầm tẩu thú từ đằng xa gào thét mà tới, số lượng kia nhiều đến 4, 500, che khuất bầu trời. Những cái kia may mắn tu sĩ trong lòng căng thẳng, cái này hồn thú số lượng cũng không thấp hơn tham gia khảo hạch học viên, muốn may mắn thông quan, độ khó này thật đúng là không phải lớn một cách bình thường. Một đầu hồn thú đối phó một người học viên đều đầy đủ, hơn nữa, đây vẫn là vườn cửa vào. Giống tương đương tương đương. Một đầu to lớn mây rực hổ nổi giận gầm lên một tiếng, từ trên cao đáp xuống, con mắt lập lòe hồng mang, đem những này học viên trở thành thức ăn ngon. Chạy mau, trong đám người truyền đến gầm lên một tiếng âm thanh, hơn 800 tu sĩ tan ra bốn phía, lao nhanh hướng về rừng chỗ sâu phóng đi, theo bọn hắn nghĩ, chiến viên không có khả năng quá lớn, chỉ có toàn lực xông vào, mấy chục cái hô hấp liền có thể đạt đến bên kia. Bất quá, cái này chú định để bọn hắn thất vọng, chiến viên phương viên hơn trăm dặm cũng không phải lớn như vậy, đây là chiến hồn học viện hồn thú trại chăn nuôi. Những thứ này hồn thú mặc dù đã mất đi nguyên bản giá tính, bình thường không dám tùy ý sát lục, nhưng mà bọn hắn đồng dạng có linh trí, Biết lần này là hàng năm một lần chiến hồn học viện khảo hạch, có thể tùy ý làm bậy, thậm chí ăn no nê. Tiêu Phàm đứng tại chỗ, đánh giá tứ phương, đại bộ phận tu sĩ đều không lo được cùng hồn thú giao thủ, trong rừng điên cuồng trốn xuyên. Thật đúng là phiền phức a, chỉ có thể hồn thú giết người, người không thể giết hồn thú. Tiêu Phàm nhỏ giọng thì thầm. Ngao ô tương đương. Đột nhiên, một đầu to lớn bay trên trời ngân lang từ Tiêu Phàm hậu phương đánh giết mà đến móng vuốt sắc bén lập lòe ngân mang, đang phi thiên ngân lang xem ra, cái này nhân loại chắc chắn trở thành khẩu phần của nó. Chính mình đường đường trong lục giai kỳ, chẳng lẽ liền đánh lén đều đối trả không được một cái tham gia khảo hạch nhân loại sao? 3. Tiêu phàm trở tay chính là một trưởng, một cái từ hồn lực ngưng kết mà thành bàn tay to lớn hướng phía sau đập tới. Ngao ô, bay trên trời ngân lang nổi giận gầm lên một tiếng, bị đạo kia bàn tay trực tiếp đập bay, trong rừng rất nhiều cây cối vỡ nát, bụi trần tràn ngập. Bay trên trời ngân lang chật vật từ trong phế tích bò người lên, kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, hắn không nghĩ tới Tiêu Phàm cường đại như thế. Tiếp tục, Tiêu Phàm đối với cái kia bay trên trời ngân lang ngoác ngón tay, trong mắt đều là vẻ đăm chiêu. Những thứ này hồn thú đại bộ phận chỉ là trong lục giai hậu kỳ, căn bản không làm gì được hắn, Tiêu Phàm tự nhiên không sợ hãi. Mặc dù nói không cho phép giết chết những thứ này hồn thú, nhưng mà đánh một trận, chiến hồn học viện chắc chắn cũng không tốt nói cái gì. Bay trên trời ngân lang tức giận nhìn xem Tiêu Phàm, nó ở nơi này chiến hồn trung sinh sống có chút thời đại, so với bình thường hồn thú muốn thông minh rất nhiều, bây giờ bị một nhân loại khiêu khích, nó tự nhiên là vô cùng phẫn nộ. Nó gào vài tiếng, đột nhiên, bốn phía mười mấy đầu hồn thú hướng về Tiêu Phàm vọt tới, đem Tiêu Phàm vây quanh ở trung ương còn có thể gọi giúp đỡ ở đây hồn thú linh trí vượt qua tiêu phàm ngoài ý muốn nhàn nhạt, nhạt nhìn bốn phía mười mấy đầu hồn thú một mắt bằng các ngươi mười mấy còn còn thiếu rất nhiều vừa dứt lời tiêu phàm trong nháy mắt tại chỗ biến mất từng đạo quang ảnh lấp lóe tiêu phàm xuất hiện lần nữa vỗ vỗ hai tay ngay sau đó mười mấy đầu hồn thú tất cả đều bị hớt bay hướng về bốn phương tám hướng đập tới nơi xa không ít người thấy cảnh này tất cả đều bị tiêu phàm thực lực cho khiếp sợ đến có một chút người lộ ra vẻ cảm kích, tiêu phàm hấp dẫn rất nhiều hồn thú vây công, bọn hắn khả năng thông qua tính chất càng lớn hơn. Ta đây xem như tại kéo cửu hận sao, tiêu phàm nói thầm một tiếng, sau đó hướng về bay trên trời ngân lang đi đến. Bay trên trời ngân lang dọa đến toàn thân run rẩy, từng bước một lui lại, quay người chuẩn bị độn thiên mà đi, tiêu phàm nơi nào sẽ buông tha nó, một cái lắc mình, liền nhảy tới bay trên trời ngân lang trên lưng bay trên trời ngân lang dọa đến toàn thân run một cái lúc này tiêu phàm thanh âm vang lên hướng về một cái khác mở miệng bay mặc dù ta không có thể giết ngươi nhưng mà đánh ngươi một chầu vẫn là có thể nghe được tiêu phàm mà nói bay trên trời ngân lang không khỏi sợ run cả người quay đầu nhìn xem tiêu phàm ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi đúng a à, chúng ta không thể phi hành có thể nhường hồn thú mang theo chúng ta bay a à. có người lấy lại tinh thần cũng hướng về một đầu hồn thú trên lưng nhảy tới. Nhưng mà, một đạo cánh khổng lồ từ cái kia hồn thú trên lưng bắn ra, giống như một thanh thiên đao giống như, những tu sĩ kia dọa đến sắc mặt hoàn toàn thay đổi, còn tốt phản ứng cực nhanh nếu không rất có thể bị chém ngang lưng. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch, muốn dùng phi hành loại hồn thú thay đi bộ cũng không phải bất luận kẻ nào cũng có thể làm được. Ai, người so với người làm người ta tức chết. Đây chính là tiêu phàm, thông qua được tầng thứ sáu khảo hạch người ai có thể so sánh với hắn đám người truyền đến một hồi thở dài âm thanh sau đó không còn lưu lại lao nhanh hướng về trong rừng chạy tới cái này tạm thời tòa kỳ cũng không tệ lắm tiêu phàm ngồi ở bay trên trời ngân lang trên lưng quan sát phía dưới hết thảy thu hết vào mắt chậm một chút hướng bên trái bên trái nghe không hiểu sao tiêu phàm ngồi ở bay trên trời ngân lang trên lưng vênh mặt hất hàm sai khiến bay trên trời ngân lang có loại hộp máu xúc động nó rất muốn đem tiêu phàm bỏ rơi đi nhưng mà lại sợ tiêu phàm trực tiếp muốn cái mạng nhỏ của nó bay trên trời ngân lang tốc độ rất nhanh nếu như không phải tiêu phàm có nhiều thời gian đoán chừng đã thông qua đệ nhị trọng khảo hạch ngao ô đột nhiên bay trên trời ngân lang kêu lên hướng xuống đất lao đi rất nhanh liền rơi vào một tòa gò nhỏ lăng bên trên như thế nào không đi tiêu phàm tức giận nhìn xem bay trên trời ngân lang bay trên trời ngân lang hét to vài tiếng, vô luận tiêu phàm như thế nào phát hỏa, nó đều quỳ dạp dưới đất không nhúc nhích, thậm chí, trong mắt có hơi nước bốc hơi. Khóc, tiêu phàm đột nhiên có một loại trọng đại cảm giác tội lỗi, em đẹp khóc cái gì, không biết còn tưởng rằng ta khi dễ ngươi, bất đắc dĩ lúc, tiêu phàm không thể làm gì khác hơn là khoát tay một cái nói tốt, ngươi đi đi. Ô ô tương đương, bay trên trời ngân lang cảm kích nhìn tiêu phàm nhất mắt, gặp tiêu phàm từ trên lưng nhảy xuống, nó không chút do dự hóa thành một đạo gió lốc hướng về phía chân trời lao đi tiêu phàm bất đắc dĩ lắc đầu ngẩng đầu hướng về phía trước đi đến vừa rồi tại không trung thấy gió mở miệng cũng không phải rất xa hẳn rất nhanh liền có thể thông qua được ân đi mấy trăm mét tiêu phàm đột nhiên dừng bước hồn lực quét sạch mà ra sau một khắc vài đầu to lớn hồn thú tiến nhập tiêu phàm hồn lực phạm vi lục giai hậu kỳ hồn thú khó trách cái kia bay trên trời ngân lang không dám đi về phía trước tiêu phàm lấy lại tinh thần trên mặt lộ ra một tia nụ cười nghiền ngẫm oanh mặt đất mãnh liệt run rẩy lên vài đầu to lớn thân ảnh xuất hiện ở tiêu phàm trước mặt một đầu đỏ diễm thiên hùng một đầu liệt diễm ma viên cùng với một cái lôi vân thỏ giữa không trung còn có một đầu lôi điện ưng phiến đánh to lớn cánh một áp lực đáng sợ xông thẳng tiêu phàm mà đến lan tiêu phàm vận chuyển một tia hồn lực uy áp đáng sợ xông thẳng mà lên, sát khí lạnh lẽo từ tiêu phàm trên thân tràn ngập mở ra, bốn đầu hồn thú dọa đến nằm dạp trên mặt đất, nơm nước lo sợ, sợ hãi tới cực điểm. Lão hồ không phát uy, thật coi ta là con mèo bệnh. Tiêu phàm lạnh rên một tiếng, lách mình liền bước lên đỏ diễm thiên hùng trên lưng, tiếp tục đi lên phía trước. Đỏ diễm thiên hùng nào dám phản kháng, mang theo tiêu phàm liền hướng về mở miệng mà đi, mặt khác ba đầu hồn thú cũng không dám rời đi, đi theo Tiêu Phàm sau lưng, nơm nớp lo sợ đi lên phía trước. Không bao lâu, một đầu kéo dài hẻm núi tiến vào Tiêu Phàm mi mắt, hẻm núi cũng liền rộng mười mấy trượng, nghĩ đến, thông qua thung lũng kia chính là mở miệng chỗ. Mấy chục giây sau đó, xuyên qua một mảnh rừng, Tiêu Phàm cuối cùng thấy được thung lũng cửa vào. Các ngươi dựa vào cái gì không để chúng ta đi qua, các ngươi biết đây là cái gì hành vi sao? Học viện trưởng lão chắc chắn sẽ không bỏ qua cho bọn ngươi đúng thế vương đạo minh không tầm thường sao đế minh rất đáng gờm sao các ngươi thật đúng là vô sỉ dựa vào cái gì ngăn cản chúng ta thông qua không tệ chúng ta là tới tham gia khảo hạch các ngươi dựa vào cái gì ngăn cản chúng ta đừng tưởng rằng các ngươi là vương đạo minh cùng đế minh từ người chúng ta cũng không dám ra tay từng đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ từ tiền phương truyền đến tiêu phàm vội vàng ra hiệu đỏ diễm thiên hùng dừng lại hắn từ đỏ diễm thiên hùng trên lưng nhảy xuống phất phất tay bốn đầu hồn thú như được đại xá không chút do dự biến mất ở trong rừng tiêu phàm chậm rãi đi lên trước đứng tại trên một thân cây ngắm nhìn xa xa hẻm núi không khỏi híp hít hai mắt tại nơi hẻm núi cửa vào chỗ trưng bày một cửa ải rất nhiều người đang tại tức giận đánh thẳng vào cửa ải phía trước một chút tu sĩ cười lạnh không thôi tại nơi trong hạp cốc có một chút tu sĩ lắc đầu thở dài trong lòng bọn họ mười phần may mắn may mắn mình sớm thông qua được bằng không cũng có thể là trở thành một thành viên trong đó. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng chúng ta bây giờ đã là đế minh nhân, nghi thông suốt quan đúng không? Đưa trước trăm vạn trung phẩm hồn thạch, tự nhiên để các ngươi thông qua, bằng không, các ngươi liền đợi đến trở thành hồn thú thức ăn a. Phía trước, một người mặc trường bào màu đen thanh niên tu sĩ cười lạnh nhìn xem bị ngăn cản cào hơn 10 người. Tiêu Phàm từ trên người hắn tán phát khí tức, đại khái có thể nhìn ra tu vi của hắn, hẳn là chiến vương hậu kỳ ở nơi này một nhóm khảo hạch trong tu sĩ hẳn là coi là cường giả tại hắn phía sau còn đứng hơn mấy chục người cười lạnh nhìn xem bị ngăn cản bên ngoài tu sĩ tiêu phàm không khó đoán ra những người này cũng đã gia nhập đế minh hoặc vương đạo minh bằng không bọn hắn không dám lớn lối như thế tiêu phàm cũng không tiến lên hắn ngược lại là rất muốn nhìn một chút những người này sẽ như thế nào xử lý quét mắt đám người tiêu phàm rất nhanh phát hiện mấy đạo thân ảnh quen thuộc Bạch Vũ, Trần Phong, trăm dặm cuồng đao cùng trăm dặm nghe tiếng, thậm chí còn có một cái toàn thân bọc lấy hắc bảo thanh niên. Thanh niên áo bào đen trên vai, đứng một đầu màu đen diều hâu, cái bọc kia buộc, hết sức cổ quái. Gia hỏa này, ta còn tưởng rằng ngươi đã quên khảo hạch đâu. Tiêu phàm nhếch miệng nở nụ cười, thanh niên áo bào đen chính là ảnh phong. Vòng thứ nhất cùng vòng thứ hai khảo hạch tiêu phàm chưa từng nhìn thấy hắn, còn tưởng rằng ảnh phong sống mơ mơ màng màng đi trăm vạn trung phẩm hồn thạch các ngươi còn không bằng đi đoạt rất nhiều tu sĩ giận mắng không thôi trăm vạn trung phẩm hồn thạch thế nhưng là tương đương với một ức hạ phẩm hồn thạch bình thường hoàng triều cùng vương triều tu sĩ nơi nào cầm ra được nhiều như vậy cho dù có nhiều như vậy hồn thạch cũng không nguyện ý lấy ra dù sao có thể đi đến ở đây đã không sai biệt lắm thông qua được ai nguyện ý hoa cái này tiền tiêu uổng phí cướp có nhanh như vậy sao Thanh niên áo bào đen kia cười lạnh không thôi, căn bản khó chơi, không có hồn thạch, sẽ ở đó chờ lấy hồn thú đem các ngươi xé thành mảnh nhỏ a. À. Ta giao, Một cái nam tử khôi ngô nghiến răng nghiến lợi nói, tiện tay ném ra một cái hồn giới. Thanh niên áo bào đen quét hồn giới một mắt, ra hiệu nhường ra một con đường, nhích miệng cười nói, người có thể thông qua. Nam tử khôi ngô thở sâu, quay người liền từ đi tới, một trăm vạn trung phẩm hồn thạch mặc dù nhường hắn mười phần khó mà tiếp thu, nhưng có thể thông qua khảo hạch cũng đáng giá một trăm vạn trung phẩm hồn thạch tuyệt đối để các ngươi thông qua vừa rồi các ngươi cũng nhìn thấy a à? thanh niên áo bào đen lần nữa nhìn về phía chúng nhân nói ta cho để cho ta thông qua đây là một trăm vạn trung phẩm hồn thạch không ít người đi lên trước cơ hồ tán ra bài sản lấy ra một trăm vạn trung phẩm hồn thạch trong lòng mặc dù vô cùng phẫn nộ nhưng lại không dám nói gì đế minh cùng vương đạo minh bọn hắn tự nhiên cũng đều rất rõ ràng đây chính là chiến hồn học viện xếp hạng trước ba thế lực về sau bọn hắn muốn đi vào chiến hồn học viện chắc chắn còn có thể đánh không thiếu quan hệ tại phần lớn người trong mắt đế minh cùng vương đạo minh là chân chính thế lực bá chủ không phải bọn hắn có thể đắc tội nổi mắt thấy từng cái tu sĩ thông qua khảo hạch những người khác càng ngày càng bối rối một khi hồn thú đuổi theo bọn hắn ngay cả chạy trốn cơ hội cũng không có Nơi xa, cũng có từng cái tu sĩ lê bước chân nặng nề hướng về hẻm núi mở miệng tới gần, khi bọn hắn thấy có người ngăn lại đường đi lúc, gần như tuyệt vọng. Số ít tu sĩ không chút do dự lấy ra trăm vạn trung phẩm hồn thạch, thông qua cửa ải, có loại sau khi chết quáng đời còn lại cảm giác. Đại ca, trăm dặm nghe tiếng sắc mặt khó coi nhìn xem trăm dặm cuồng phong đảo, chúng ta vẫn là đi qua đi, bằng không hồn thú càng ngày càng nhiều. Nơi xa đã có không thiếu hồn thú công sát đánh giết mà tới, có tu sĩ đang giao thủ, đế minh cùng vương đạo minh mặt người sắc đều là bộ dáng nhìn có chút hả hê. Trăm dặm cuồng phong sắc mặt có chút khó coi, tại tuyết nguyệt hoàng triều, lúc nào có người dám bước bách hắn, hắn cuồng ngạo thế nhưng là nổi danh, nhưng mà đến nơi này, liền hắn đều không thể không kẹp chặt cái đuôi làm người. Thời gian không đợi người A, không muốn chết tốt nhất đem hồn thạch giao ra. Thanh niên áo bào đen tà tà cười nói. Giao đại ra ngươi đột nhiên, gầm lên một tiếng vang lên, chỉ thấy một cái thanh niên áo bảo trắng một bước sông lên trước phương, trường đao trong tay nhộn nhạo đao mang, sông thẳng thanh niên áo bảo đen mà đi. Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Hắc bào nam tử sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hắn không nghĩ tới, lại có người dám chủ động công kích hắn. Không đợi hắn ra phía sau, phía sau hắn hai người liền nghênh đón tiếp lấy, cùng cái kia thanh niên áo bảo trắng giao chiến cùng một chỗ. Trần Phong Trăm dặm cuồng đao mấy người nhận ra xuất thủ thanh niên áo bào trắng, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Trần Phong tại Tuyết Nguyệt Hoàng Triều cũng không tính là là mạnh nhất, bình thường cũng không dám phách lối như vậy, bọn hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, Trần Phong cũng dám đối với đế minh nhân ra tay. Đây vẫn là lấy trước kia cái Trần Phong sao. Phía trước trăm dặm cuồng đao mấy cái đã cảm thấy Trần Phong như có một ít biến hóa, nhưng vạn vạn không nghĩ tới, Trần Phong đã vậy còn quá lớn mật. Hô! cũng liền tại lúc này đứng không nhúc nhích bạch vũ cũng trong nháy mắt gia nhập trần phong chiến đoàn trần phong lấy một trọi hai hơi có chút không bằng bất quá có bạch vũ gia nhập vào hai người lập tức áp chế phía trước mấy người những người khác dục dịch tựa như cũng nghĩ gia nhập vào chiến đấu chỉ cần đều đánh nhau bắt đầu bọn hắn những người này thì có rất lớn cơ hội lừa dối qua ải thanh niên áo bào đen sắc mặt khó coi vô cùng hắn không nghĩ tới lại có người dám xuất thủ trước lập tức cười lạnh liên tục, dám đối với ta đế minh ra tay, hôm nay, không dạy các ngươi cố gắng làm người, ta sẽ không gọi úy thiên hổ. Úy thiên hổ, đám người nghe nói như thế, còn người hơi hơi có rút, những cái kia chuẩn bị động thủ tu sĩ, liền vội vàng lùi về phía sau mấy bước, cố ý cùng Trần Phong cùng bạch vũ bọn hắn kéo dài khoảng cách. Khó trách người này phách lối như vậy, hắn lại chính là úy thiên hổ. Úy thiên hổ là ai? Ta như thế nào chưa nghe nói qua? Đó là bởi vì ngươi đối chiến hồn học viện thế lực không hiểu rõ, cái này úy thiên hổ lai lịch cũng không nhỏ, ca ca của hắn thế nhưng là đế minh bên ngoài viện minh chủ, nghe nói là đại đế từ bên ngoài viện thế lực đệ nhất chiến tướng, sớm tại mấy năm trước chính là phong vương chiến vương, chỉ là vẫn không có tiến vào bên trong viện. Đám người nhìn về phía úy thiên hổ con mắt có một tia sợ hãi, bọn hắn có chút may mắn, còn tốt chính mình không có xúc động. Đại ca, chăm dặm nghe tiếng nghe nói như thế, vội vàng lôi kéo trăm dặm cuồng phong góc áo rõ ràng hắn cũng là sợ trăm dặm cuồng phong đứng tại chỗ thần sắc hết sức phức tạp nắm đấm cầm vang lên kèn kẹt khẽ cắn môi trăm dặm cuồng phong rút ra một thanh trường đao đột nhiên thẳng hướng đế minh hai người một màn này nhưng làm trăm dặm nghe tiếng dọa cho phát sợ những người khác cũng là kinh ngạc không thôi tiểu tử này muốn chết sao đã biết úy thiên hổ thân phận lại còn dám giúp đỡ hai người kia, úy thiên hổ làm sao có thể dễ dàng bỏ qua ngươi. Chăm dặm nghe tiếng thấy thế, liền vội vàng lùi về phía sau mấy bước, sắc mặt khó coi tới cực điểm, cái này căn bản là đang tìm cái chết a. À. Ta cũng không cùng các ngươi điên, dù là ngươi là ta thân đại ca. Xa xa tiêu phàm nhìn thấy một màn này, hai mắt khẽ híp một cái, nhàn nhạt lắc đầu, hắn không nghĩ tới chăm dặm nghe tiếng như thế sợ chết. Chăm dặm cuồng đau thế nhưng là hắn thân đại ca à lúc này vậy mà rút lui giết bọn hắn úy thiên hổ thấy thế sắc mặt vô cùng băng lãnh thân hình lóe lên đột nhiên một kiếm đâm về gần nhất trăm dặm nghe tiếng trăm dặm nghe tiếng kinh hãi vội vàng lúc một kiếm chém ra Phốc! nhưng mà đạo kiếm mang kia càng nhanh trực tiếp xuyên thủng bộ ngực của hắn trong miệng tiên huyết phun ra một mặt kinh hãi nhìn xem úy thiên hổ hắn nơi nào sẽ nghĩ đến úy thiên hổ vậy mà lại đột nhiên hướng mình ra tay ta căn bản không có đắc tội các ngươi a à. Vì cái gì, chăm dặm nghe tiếng rất lâu mới chật vật phun ra một câu nói. Ta muốn giết ngươi, chỉ đơn giản như vậy. Úy thiên hổ giọng nói vô cùng vì phách lối, bá đạo, căn bản không đem người ở chỗ này để ở trong mắt. Trường kiếm rút ra, trực tiếp đem chăm dặm nghe tiếng cho xé thành mảnh nhỏ. Nhị đệ, chăm dặm cuồng phong gầm thét, huyết đao thét dài, vô tận đao khí tàn phá bừa bãi, mặc dù chỉ là chiến vương cảnh trung kỳ, nhưng hắn phát điên lên, chiến lược tăng vọt, thẳng bước chiến vương hậu kỳ mà đi. Nổi giận sao, đây chính là các ngươi đắc tội tao ý thiên hổ hạ tràng. Ý thiên hổ thần sắc vô cùng băng lãnh, sau đó vung lên, hậu phương người quen nhau nhau xông ra, hướng về trăm dặm cuồng phong đánh tới. Trong đám người, có một đạo cực kỳ không dễ thấy thân ảnh, một thân nam trang ăn mặc, dáng người mười phần nhỏ nhắn, sắc mặt phấn bạch, trường kiếm trong tay hơi hơi nắm chặt, tựa như cũng chuẩn bị ra tay đồng dạng. Nếu như tiêu phàm nhìn thấy, tự nhiên có thể nhận ra người này, không phải liền là kiếm vương chiều ba đêm chú ý mưa này sao? Nàng vậy mà cũng tới tham gia chiến hồn học viện khảo hạch. Hơn nữa trên người nàng tản ra một cỗ cực kỳ không ổn định khí tức, mười phần bất phàm. Hô, đang lúc chú ý mưa này chuẩn bị xuất thủ thời điểm, một đào hắc ảnh sẽ qua hư không, một đào huyết sắc lợi mang trong hư không nở rộ, giống như một vầng huyết nguyệt đồng dạng quét ngang mà ra. Phốc phốc, một đạo huyết kiếm bắn về phía hư không, để mình tốt mấy người bị chặn ngang chặt đứt, té xuống đất mấy người trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Ngươi là ai? Úy Thiên Hồ trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ, hắn cũng không nghĩ đến, trong đám người vậy mà cất giấu một cái người cường đại như vậy vật. Ảnh Phong, bóng đen nhàn nhạt mở miệng, trong hắc bào đôi trong mắt kia hiện ra u quang. Ảnh Phong Nghe thế hai chữ, Trần Phong, Bạch Vũ cùng chăm dặm cuồng phong ba người thần sắc khẽ động, trong mắt cũng lộ ra vẻ khó tin. Trước kia ảnh phong tại Hoàng Thành Mười Tú bên trong xếp hàng thứ hai, chưa bao giờ có người nhìn thấy qua ảnh phong chân chính ra tay, mấy người cũng không nghĩ đến, ảnh phong vẫn như cú bá đạo như vậy cùng cường thế. Các hạ thực lực cao siêu, không muốn lội vũng nước đục này, người có thể thông qua, như thế nào? Quý Thiên Hổ bây giờ cũng không dám cùng ảnh phong giao phong, hắn từ ảnh phong trên thân cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm người này tuyệt đối là một nhân vật chỉ cần hiện tại hắn không nhúng tay vào tiến vào chiến hồn học viện úy thiên hổ tự nhiên có vô số phương pháp giết chết hắn nghe lời ngươi ngữ khí ta còn phải cảm tạ ngươi để cho ta thông qua ảnh phong thản nhiên nói lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết nhìn nhân tâm gan phát lạnh chúng ta thế nhưng là đế minh nhân ngươi chẳng lẽ muốn cùng đế minh là địch phải không Ý thiên hổ thần sắc băng lãnh, hắn thấy, để cho ngươi thông qua đã cho mặt mũi ngươi. Thực lực ngươi tuy mạnh, nhưng là tuyệt đối không dám giết tất cả chúng ta, đế minh lửa giận, tuyệt đối không phải một mình ngươi chịu nổi. Không phải ta muốn cùng đế minh là địch, mà là các ngươi đối địch với ta, huống chi, ta muốn giết ngươi, chỉ đơn giản như vậy. Ảnh phong thần sắc lạnh lùng, đem Ý thiên hổ mà nói còn nguyên trả trở về. Trong tay hát nang dọc, phía trên còn nhỏ xuống lấy vết máu nhìn qua nhìn thấy mà giật mình hắn không còn nói nhảm nhanh chóng hướng về úy thiên hổ băng băng mà tới đám người chỉ thấy một đạo hắc ảnh đang nhanh chóng xuyên thẳng qua đã ngươi tự tìm cái chết ta thành toàn ngươi úy thiên hổ nổi giận gầm lên một tiếng đưa tay vung lên phía sau hắn tất cả mọi người ra tay hướng về ảnh phong đánh tới a à, tương đương ảnh phong nghe răng nở nụ cười hắp lập lòe hàn mang mười phần đáng sợ xích sắt tải hư không hoa hoa tác hưởng hắn ra tay cực kỳ vô tình chiến ký không có bất kỳ cái gì mánh khóe chỉ là hoàn toàn vì giết mà sống những nơi đi qua một màn mưa máu phàm là ra tay với hắn nhân tất cả đều nhất kích trí mạng đám người tất cả đều bị ảnh phong thực lực cho khiếp sợ đến người này tối đa cũng chính là chiến vương hậu kỳ tu sĩ làm sao có thể cường đại như vậy chiến vương trung kỳ trong tay hắn cũng không có sức hoàn thủ cũng là chút phế vật úy thiên hổ thần sắc vô cùng băng lãnh Lách mình hướng về ảnh phong đánh tới, còn người băng lãnh chuyển hướng cách đó không xa vương đạo minh nhân, hướng về một người cầm đầu áo lam thanh niên phẫn nổ quát, biến thái, các người còn không ra tay. Biến thái? Nghe thế hai chữ, đám người khóe miệng giật một cái, ảnh phong trong tay lưới liềm tử thần cũng hơi chậm lại. Xa xa áo lam nam tử sắc mặt đỏ bừng, tựa như ăn chuột chết đồng dạng khó chịu, biến thái cái tên này, sớm đã trở thành hắn một sỉ nhục lớn. Nếu là bình thường có ai dám gọi như vậy hắn, trực tiếp bạo nộ rồi, thế nhưng là, đối với úy thiên hổ, hắn không thể làm gì khác hơn là đem cái này vẫn nộ giấu ở trong lòng. Cũng không phải bởi vì hắn e ngại úy thiên hổ, mà là sợ úy thiên lang, có thể trở thành nam cung thiên giật thủ hạ ngoài viện đệ nhất chiến tướng, úy thiên lang thực lực hòa địa vị, đều không phải là hắn có thể so. Giết bọn hắn, biện thái không thể làm gì khác hơn là đem lửa giận phát tài ảnh phong trên người bọn họ. Vương đạo Minh Nhân nghe vậy, cũng sẽ không trần chờ, nhao nhao ra tay. Bọn hắn mặc dù cũng là sâm mới thêm khảo hạch tu sĩ, nhưng sớm đã gia nhập Vương đạo Minh, trong xương cốt cảm thấy mình so với người khác hơn người một bậc. Ảnh phong bọn hắn liền Đế Minh người đều không để trong lòng, qua phía dưới có lẽ cũng sẽ nhầm vào Vương đạo Minh Nhân, còn không bằng cùng Đế Minh Nhân liên thủ giải quyết bọn hắn. Thuận tiện uy hiếp một chút những người khác, để bọn hắn minh bạch, cùng Vương đạo Minh cùng Đế Minh là địch hạ tràng. Những người khác dòa đến nhao nhao lui lại, bọn hắn sau lưng nhưng không có cái gì chỗ dựa, nào dám đắc tội vương đạo minh cùng đế minh nhân, tại chiến hồn học viện, mặc dù đồng minh vô số, nhưng mà khác đồng minh ở nơi này hai cái đồng minh trước mặt, liền gái ngứa tư cách cũng không có. Trừ phi gia nhập vào gió minh, mới có thể không sợ đế minh cùng vương đạo minh. Bởi vì gió minh mới là chiến hồn học viện đệ nhất thế lực, chỉ là muốn gia nhập vào gió minh quá mức gian khổ, nhất thiết phải lĩnh mộ tam trọng gió thổi chỉ là điểm này liền đem phần lớn người ngăn tại ngoài cửa vương đạo minh cùng đế minh đã phách lối đến tình trạng như vậy sao xa xa tiêu phàm con mắt trở nên băng lạnh đạp chân xuống hóa thành một vệt sáng hướng về hẻm núi phương hướng phóng đi bây giờ trần phong bạch vũ cùng trăm dặm cuồng phong bị năm sáu người vây công máu me khắp người mấy người đang tuyết nguyệt hoàng triều xem như đứng đầu nhất thiên tài nhưng đã đến ở đây cũng chỉ có thể xem như trung đẳng chi tư phàm là tham gia chiến hồn học viện khảo hạch người, đều là tới từ đại ly đế quốc cấp dưới vương triều cùng hoàng triều tu sĩ, chỉ nói hoàng triều thì có 9 cái, vương triều càng là trên trăm. Trần Phong, trăm dặm cuồng phong, các người đi trước. Bạch Vũ vừa đánh vừa lui, đỉnh đầu của hắn, hiện lên một thanh trường kiếm màu xanh hư ảnh, tia sáng nở rộ, giống như khẽ cong sáng trong thanh sắc mặt trăng, lộ ra một gỗ phong mang. Thất phẩm chiến hồn thanh nguyệt kiếm sao? Đáng tiếc, hôm nay ngươi sẽ chết ở đây. Phía trước hai người ra sức công sát đánh giết, đỉnh đầu cũng hiện ra chiến hồn. Phốc phốc, từng đạo kiếm mang cắt bạch vũ cơ thể, tiên huyết bắn ra, hắn mặc dù nắm giữ thất phẩm chiến hồn, nhưng đối với mặt hai người thực lực cũng không yếu. Có thể tới tham gia chiến hồn học viện khảo hạch, ai không có nắm giữ lục phẩm trở lên chiến hồn, chỉ là tám phẩm chiến hồn tương đối thưa thất mà thôi, thất phẩm chiến hồn đã coi như là thường thấy nhất. Mặc dù nói nắm giữ thất phẩm chiến hồn, rất có thể trở thành chiến hoàng cường giả, nhưng mà phần lớn người đều sẽ chết ở tu luyện trên đường, căn bản không cơ hội đạt đến đỉnh phong. Bằng không, ly hòa đế đô chiến hoàng cường giả đã sớm đi đầy đất. Nắm giữ thất phẩm chiến hồn, chỉ có thể nói có rất lớn hy vọng trở thành chiến hoàng, nhưng là cũng không phải chắc chắn có thể đều đạt đến cấp bậc kia. Chết đi, một đạo bén kiếm mang hướng về bạch vũ chém xuống, hư không truyền ra một đạo nhọn kiếm giết thanh âm. Bạch vũ, Trần Phong cùng trăm dặm cuồng phong kêu to, đáng tiếc, hai người cũng bị cuốn lấy, căn bản thoát thân không ra, hơn nữa, hai người thụ thương thảm trọng, coi như ra tay, cũng cứu không được Bạch Vũ. Đám người xa xa lắc đầu, theo bọn hắn nghĩ, Bạch Vũ đã là một người chết. Không có ai thông cảm cùng thương hại, cùng đế minh đối nghịch, liền đá đã chú định tử vong kết cục, không có ai có thể cứu bọn hắn. Phốc, một cái đầu lâu bị hất tung lên trời, cuồn cuộn tiên huyết hướng về hư không bắn ra, một cô thi thể trực tiếp ngã ngửa vào tại chỗ, ngã xuống trong vũng máu. Cái này, đám người kinh ngạc nhìn xem cố thi thể kia, người chết không phải là Bạch Vũ sao? Thế nào lại là đế minh nhân? Dù là Bạch Vũ cũng là kinh ngạc không thôi, cảm thụ một chút toàn thân, phát hiện mình chính xác không có chí mạng vết thương. Làm đám người lấy lại tinh thần lúc, nhưng là phát hiện một đào áo bào đen thân ảnh đứng tại Bạch Vũ cách đó không xa, Đám người mặc dù không thấy là ai ra tay, nhưng là đoán được. Chỉ có cái kia áo bào đen thân ảnh khoảng cách Bạch Vũ gần nhất, ngoại trừ là hắn ra tay, sẽ không còn có người khác. "Tiểu tử, ngươi dám với ta Đế Minh là địch, giết chết ta Đế Minh nhân, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể qua sống sót." Quý Thiên Hồ giận dữ hết. "Ta, à, có vẻ như ta trước đó cũng giết không thiếu." Áo bào đen âm thanh cười nhạt một cái nói, trong lúc đưa tay một đạo kiếm chỉ bắn ra mà ra trong nháy mắt quán xuyên mấy đầu người vây giết bạch vũ trần phong cùng trăm dặm cuồng phong sáu cái đế minh tu sĩ tất cả đều mất mạng hiện trường câm như hến tất cả mọi người kinh hái nhìn xem áo bào đen thân ảnh ánh mắt lộ ra vẻ kinh hái một đạo hồn lực chi kiếm vậy mà dễ dàng chém giết sáu cái chiến vương đây là bực nào chiến lực cùng ảnh phong chiến đấu vương đạo minh cùng đế minh tu sĩ cũng trong nháy mắt đình chỉ chiến đấu tất cả đều bị áo bào đen thân ảnh thực lực cho chấn kinh. Trong lúc đưa tay diệt sáu cái chiến vương, trong đó còn có bốn cái chiến vương trung kỳ, dù là hắn úy thiên hổ cùng biện thái đều không làm được. Ngươi là ai? Úy thiên hổ từ trong hàm răng gạt ra một câu nói, sát cơ lộ ra. Tiêu phàm, áo bào đen thân ảnh cười nhạt một tiếng, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết. Tiêu phàm, nghe được cái tên này, rất nhiều người hít một hơi lạnh, Úy thiên hổ cùng biện thái hai người cũng có phần không bình tĩnh ngày đó tiêu phàm thế nhưng là giết không thiếu đế minh tu sĩ a à, chiến vương cảnh tột cùng rừng tiêu cũng là chết ở trên tay của hắn hơn nữa tiêu phàm cùng vương đạo minh phó minh chủ tha chiết chiến bất phân cao thấp đương nhiên này cũng không phải chủ yếu chủ yếu nhất là tiêu phàm thế nhưng là chém giết qua chiến hoàng cảnh trung kỳ tần đao chỉ bằng vào điểm này liền để rất nhiều tu sĩ nhìn mà phát khiếp lấy thực lực của người này hẳn là đã sớm thông qua khảo hạch mới đúng a à, làm sao còn ở chỗ này. Quý thiên hổ cùng biện thái trong lòng hai người một hồi biệt khuất, mình tại sao xui xẻo như vậy chứ? Ta đế mình muốn giết bọn hắn, liên quan gì đến ngươi? Quý thiên hổ khẽ cắn môi, hắn cũng biết tiêu phàm đáng sợ, vội vàng thu liễm sắc ý. Ta muốn giết bọn hắn, chỉ đơn giản như vậy. Tiêu phàm nghiền ngẫm nở nụ cười. Ngươi, quý thiên hổ sắc mặt băng hàn vô cùng, lời này phía trước hắn là nói cho trăm dặm nghe tiếng nghe, mới vừa nghe được ảnh phong nói một lần, hắn liền đã lên cơn giận dữ. Bây giờ nghe được tiêu phàm lặp lại lần nữa, quý thiên hổ thiếu chút nữa thì đến rồi bùng nổ biên giới. Chẳng qua là khi hắn nhìn thấy tiêu phàm nụ cười trên mặt lúc, cưỡng ép đem trong lòng lửa giận ép xuống. Cái này gọi là mang đá lên đập chân của mình, hắn úy thiên hổ có thể tại cái khác tu sĩ trước mặt phách lối, nhưng ở tiêu phàm trước mặt, một cái rắm đều không thả ra được ngươi muốn động thủ, cho ngươi một cái cơ hội. Tiêu phàm thản nhiên nói, con mắt chậm rái trở nên băng lạnh. Quý thiên hồ thần sắc cứng lại, dọa đến lui ra phía sau mấy bước, cùng tiêu phàm động thủ, trừ phi mình lão thọ tinh rảnh rỗi mạng lớn. Chúng ta đi thôi, tiêu phàm đạo, mang theo ảnh phong mấy người hướng về hẻm núi đi đến. Tiêu phàm, xin mang chúng ta đi. Trong đám người có người hét lớn. Tiêu phàm chậm rãi quay người, nhìn những người kia một mắt, thần sắc vô cùng lạnh lùng vừa rồi bọn hắn xuất thủ thời điểm các ngươi đang làm cái gì nếu như vừa rồi các ngươi đồng loạt ra tay lại có ai có thể ngăn được các ngươi đoán chừng cũng sớm đã thông qua khảo hạch bây giờ đi cầu ta các ngươi không cảm thấy buồn cười không dừng một chút tiêu phàm lại nói huống chi các ngươi có thể hay không thông qua khảo hạch cùng ta có liên can gì nói đi tiêu phàm cũng không quay đầu lại nghênh ngang rời đi nhìn thấy tiêu phàm rời đi những người còn lại trên mặt lộ ra khó coi chi sắc, trong lòng bọn họ xấu hổ không thôi, nhưng càng nhiều hơn chính là hối hận, nếu như mình bọn người sớm một chút ra tay, có lẽ thật sự đã thông qua khảo hạch. Đế Minh Hòa Vương Đạo Minh Nhân mặc dù không thiếu, nhưng mà bọn hắn những người này càng nhiều, coi như không địch lại, vượt qua vẫn là rất đơn giản. Hôm nay, các ngươi một cái cũng đừng hòng thông qua khảo hạch. Quý Thiên Hổ giận dữ hết, trong lòng vô tận phẫn nộ, không thể làm gì khác hơn là chuyển rời đến những thứ này khảo hạch tu sĩ bên trên đám người nghe vậy ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng không ít người càng là hung tính đại phát lao nhanh hướng về hẻm núi phương hướng phóng đi đế minh hòa vương đạo minh nhân lại như thế nào ngăn không được chúng ta nhiều như vậy toàn bộ chiến hồn học viện cũng không chỉ bọn hắn đế minh hòa vương đạo minh không tệ giết hắn một con đường máu cùng lắm thì cùng bọn hắn liều mạng giết a à rất nhiều người vô cùng phẫn nộ, nhao nhao ra tay, tựa như quên đi e ngại đồng dạng. Vừa rồi tiêu phàm cho bọn hắn học một khóa, đế minh hòa vương đạo minh lại như thế nào, chỉ cần thực lực ngươi đủ mạnh, cũng có thể xem thường. Bọn hắn những người này mặc dù không có đủ thực lực, nhưng mà, cũng may nhiều người, hơn 800 người, tới chỗ này đã có 3, 400 người, mà vương đạo minh hòa đế minh mới 6-70 không đến, lại có cái gì phải sợ đây này nếu như bị đế minh hòa vương đạo minh nhân cửu thị, cùng lắm thì gia nhập vào cái khác đồng minh, kẹp chặt cái đuôi làm người. Huống chi, bây giờ nhiều người như vậy đồng thời mà động, Pháp không trách chúng, đế minh hòa vương đạo minh nhân căn bản ngăn không được nhiều như vậy. Hốn chướng, quý thiên hồ tức giận giống to, nhưng mà lúc này, ai cũng không mua hắn sổ sách, đám người điên cuồng hướng về trong hạp cốc dũng mãnh lao tới. Nơi xa hồn thú nhìn xuống kéo dài kéo dài, bây giờ không trốn, đợi đến hồn thú đuổi theo, liền càng thêm phiền toái. Mấy trăm người đồng thời xung kích, thanh thế hạo đáng, đế minh hòa vương đạo minh nhân trợn tròn mắt, bọn hắn không nghĩ tới những người này thật sự dám không nhìn bọn hắn. Nơi xa, tiêu phàm mấy người nhìn xem hậu phương động tính, bạch vũ, trăm dặm cuồng phong trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, bọn hắn điên rồi. Ngược lại là trần phong thần sắc coi như bình tĩnh, lắp bắp nói, đế minh hòa vương đạo minh cũng bất quá như thế, chỉ là ỷ vào người đông thế mạnh mà thôi, đã sớm nên như vậy. Đi thôi, tiêu phàm tựa như đã sớm đoán được đồng dạng, thần sắc không hề bận tâm, nếu như những người này liền chút dũng khí này cũng không có, cũng liền thật sự không cần thiết tiến vào chiến hồn học viện. Rất nhanh, mấy người xuyên qua hẻm núi, lóe lên to lớn cửa sắt tiến vào đại môn mi mắt, cửa sắt cửa sổ mở ra, bên ngoài đứng mấy cái trưởng lão, mộ thần gió, hướng vinh các loại cảnh giới xuất hiện. Khi thấy tiêu phàm lúc, hướng vinh liền vội vàng nghênh đón thần sắc mười phần khách khí cái này khiến mộ thần gió bọn người nhíu mày trong mắt lóe lên một tia không vui chi sắc hướng láo tiêu phàm vững vàng cười nói tại sao lâu như thế mới ra ngoài hướng vinh mặc dù rất tin tưởng tiêu phàm thực lực nhưng là vẫn là sợ hắn ngoài ý muốn nổi lên nhìn thấy chiến trong vườn cảnh sắc không tệ đi dạo một vòng tiêu phàm cười nói cái này vòng thứ ba khảo hạch với hắn mà nói, căn bản không có bao lớn khó xử. Hậu phương chạy đến người nghe vậy, khóe miệng giật một cái, cái này tiêu phàm là ở cố ý khoe khoang sao. Bất qua nghĩ đến tiêu phàm thực lực lúc, đám người lại là không còn gì để nói, bọn hắn rất nhiều người tại chiến trong vườn xưng là cựu tử nhất sinh cũng không đủ, tiêu phàm lại là như thế thư giãn thích ý. Người thông qua khảo hạch đến bên này đăng ký, mộ thần gió rét mạc thanh âm vang lên. Ai nguyện ý gia nhập vào linh điện, đến bên này đăng ký. Hướng Vinh cũng không cam chịu rớt lại phía sau, cho bên cạnh hai cái trưởng lão một ánh mắt. Ai nguyện ý gia nhập vào linh điện chính là người ngu. Linh điện tài nguyên tu luyện ít đến thương cảm, liền đổi công pháp và chiến ký đều rất ít. Lúc này, một đạo thanh âm âm dương quái khí vang lên, nói chuyện nhưng là Ý Thiên Hổ. Bọn hắn tự hiểu ngăn không được tu sĩ si khác, cũng liền dứt khoát đi ra, nhìn về phía Tiêu phàm ánh mắt, mang theo một tia âm độc chi sắc. Thiên Hổ a. Người rốt cuộc đã đến, người huynh trưởng thế nhưng là đợi ngươi rất lâu. Mộ thần gió đột nhiên nở nụ cười. Mộ trưởng lão khách khí. Quý thiên hổ hơi hơi thi lễ, kho nén trong lòng vẻ đắc ý, bị mộ thần gió coi trọng như thế, phóng nhãn thế hệ này khảo hạch người, cũng gần như không tồn tại. Hướng vinh nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia không vui, cái này mộ thần phong hòa quý thiên hổ kẻ sướng người họa, thì không muốn nhường linh điện tuyển được học viên sao. Hướng lão, ta tới đăng ký một chút tiêu phàm đột nhiên mở miệng nói hảo bên này hướng vinh trên mặt trong nháy mắt chất đầy nụ cười vừa rồi ta nói ai gia nhập vào linh điện người đó là đồ đần xem ra còn có người cam tâm tình nguyện làm đồ đần a Quý thiên hổ đột nhiên cười ha ha thực lực không phải tiêu phàm đối thủ mồm mép cũng không phải bình thường lợi hại có ít người liền đồ đần cũng không bằng nếu là ta tìm khối đầu hũ đụng chết tiêu phàm không những không giận mà còn cười đảo. Ngươi, quý thiên hổ vô cùng phẫn nộ, nghe răng đạo tiêu phàm, ngươi thật là có bản lĩnh, từ hôm nay, phàm là cùng tiêu phàm đứng chung một chỗ, chính là ta đế minh địch nhân. Ta cũng gia nhập vào linh điện. Đột nhiên, ảnh phong mở miệng nói ra. Còn có ta, tính ta một người, ta cũng gia nhập vào. Trần Phong cùng Bạch Vũ hai người không chút do dự mở miệng, chăm dặm cuồng phong trần chờ chốc lát, cũng đi đến tiêu phàm bên cạnh. Quý thiên hồ sắc mặt đỏ bừng, thật giống như bị người đang trên mặt đánh một cái tác giống như đau rát. Hảo, tốt hung ác, là các ngươi tự tìm chết. Quý thiên hồ cười gần nói. Vừa rồi không giết ngươi, xem ra ngươi đã có thể vong hình. Tiêu phàm nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, đáng sợ sát khí lan tràn ra. Ngươi nghĩ ở đây động thủ. Mộ thần gió lông mày nhíu lại, ấm cả giận nói mộ thần gió, tiêu phàm là ta linh điện người, ngươi còn không quản được, huống chi, chiến hồn học viện học viên vốn là có thể tỉ thí với nhau. Hướng vinh trước tiên đứng tại tiêu phàm nhất bên cạnh. Tiêu phàm gia nhập vào linh điện, nhưng hắn như nhặt được trí bảo, hắn tin tưởng, có tiêu phàm gia nhập vào, linh điện tuyệt đối sẽ không giống bình thường. Hảo một cái linh điện, qua chút thời điểm, ta huyền cung sẽ tìm các ngươi so tài. Mộ thần gió hít hai mắt nói, trong mắt đều là vẻ khinh thường hừ hướng vinh lạnh rên một tiếng không còn nói cái gì tiêu phàm ánh mắt lộ ra vẻ cổ quái linh điện sẽ không như thế không chịu nổi a à, nếu là hắn tiêu phàm tuyệt đối nhẫn không dưới khẩu khí này trực tiếp bây giờ liền động thủ có thể hướng vinh cũng không dám điểm này cũng đủ để chứng minh linh điện không phải huyền cung có thể so sánh thông qua huyễn hồn tháp tầng thứ hai có thể gia nhập vào huyền cung mộ thần gió trên mặt tràn đầy tươi cười đắc ý Vừa dứt lời, rất nhiều người không chút do dự hướng về huyền cung đi đến, trong mắt người khác lộ ra vẻ hâm mộ, bọn hắn cũng rất muốn gia nhập vào huyền cung, thế nhưng là không có tư cách. Cuối cùng, thông qua khảo hạch hơn 400 người, có hơn 200 người gia nhập huyền cung, còn dư lại gần 200 người gia nhập linh điện. Tại sao ta cảm giác linh điện là thu phế phẩm đâu? Tiêu phàm tâm bên trong thầm nói. Không chỉ hắn tiêu phàm muốn như vậy, những người khác cũng có thể nhìn ra điểm dị thường, huyền cung không cần người, đều gia nhập linh điện, đây không phải thu phá lạn thì là cái gì chứ? Khó trách linh điện không bằng huyền cung, cái này đã thua ở trên hàng bắt đầu, như thế nào so ra mà vượt huyền cung đâu? Linh điện tất cả mọi người đi theo ta, hướng vinh trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ, nhìn về phía tất cả mọi người quát khẽ. Gần 200 người đi theo hướng vinh, rất mau tới đến rồi một mảnh dãy cung điện chỗ, phóng tầm mắt nhìn tới, dãy cung điện nguy nga cao vút, chỉnh thể hiện lên màu nâu xanh lộ ra một loại trầm trọng và khí tức cổ xưa phía trước là một mảnh rộng rãi quảng trường quảng trường hai bên đứng vững từng cây từng cây cao lớn thanh tùng giống như hai hàng vẻ binh ngẩng đầu đứng thẳng tư thế hiên ngang đậm đà thiên địa linh khí đập vào mặt rất nhiều người không khỏi tham lam hít sâu mấy khẩu khí vừa mới gia nhập vào chiến hồn học viện mặc dù biết rõ linh điện không bằng huyền cung nhưng mà bọn hắn đối với linh điện vẫn là duy trì nên có kính sợ cùng tò mò yên tĩnh. đột nhiên, hướng vinh quá to. từ giờ trở đi, các người đã coi như là linh điện một thành viên. có lẽ, tại các ngươi tiến vào linh điện phía trước, các ngươi vẫn cho rằng linh điện là chiến hồn học viện yếu nhất. nhưng ta muốn nói cho các ngươi biết là linh điện tạm thời mặc dù là rất nhỏ yếu, nhưng ta tin tưởng một ngày nào đó sẽ vượt qua huyền cung, thậm chí nổi viện. các ngươi cũng là lớn cách đế quốc thuộc hà hoàng triều cùng vương triều người nổi bật thiên phú so ra không thấp hơn người khác. Chỉ là điểm xuất phát tạm thời rất lại phía sau mà thôi, người khác xem thường các ngươi không quan trọng, nhưng ta hy vọng chính các ngươi muốn nhìn nổi chính mình. Nghe được Hướng Vinh mà nói, đám người không khỏi nắm quả đấm một cái, huyết dịch trong cơ thể như có chút sôi trào lên. Đúng vậy a, à, chúng ta chỉ là tạm thời không bằng gia nhập vào Huyền cung những người kia mà thôi, chỉ cần kiên trì nỗ lực, một ngày nào đó có thể siêu việt người khác. Tiêu Phàm lặng lặng nghe, đối với hắn mà nói đây không thể nghi ngờ là không có bao nhiêu dinh dưỡng đồ vật đơn giản là lời nhàm tai một vài câu mà thôi chờ những người này thấy rõ ràng thực tế thời điểm đoán chừng lại xôi trào huyết cũng sẽ chậm rãi bị đông lại tiêu phàm con mắt quét mắt nơi xa không ít bóng người những người kia nhìn về phía bọn hắn những học sinh mới này ánh mắt tràn đầy nghiền ngẫm cùng châm chọc chi sắc đối với hướng vinh mà nói càng là tràn đầy khinh thường rõ ràng bọn hắn những học sinh cũ này không chút đem hướng vinh để ở trong lòng liền trưởng lão cũng không có bất luận cái gì uy nghiêm linh điện lại có thể hảo đi nơi nào tiêu phàm lúc này mới lần thứ nhất ý thức được linh điện có lẽ thật đúng là không phải bình thường nhỏ yếu khó trách hướng vinh tại mộ thần gió trước mặt nói chuyện sức mạnh đều không đủ sau nửa ngày hướng vinh thanh âm rốt cục cũng ngừng lại chuyện kế tiếp liền giao cho mấy cái khác trưởng lão điều này cũng làm cho tiêu phàm hơi hơi ngoài ý muốn nghĩ đến hướng vinh tại linh điện địa vị cũng không thấp tiêu huynh đệ để cho ngươi chê cười, Hướng Vinh đi đến Tiêu Phàm trước mặt, nhưng là giống như biến thành người khác đồng dạng, cái này khiến phụ cận ảnh phong mấy người nhìn trợn tròn mắt. Hướng Vinh lại nhìn về phía ảnh phong mấy người, quát khẽ: "Mấy người các ngươi còn chưa đi đăng ký?" Tiêu Phàm đối với ảnh phong mấy người gật đầu một cái, sau đó cười nói: "Hướng Láo, linh điện có vẻ như thật sự rất yếu a." À. Khô khô tương đương, Hướng Vinh ho khan vài tiếng, trong mắt trải qua một tia bất đắc dĩ. Đạo, không có cách nào đâu, ai kêu gia nhập vào ta linh điện cũng là một chút thiên phú hạng người bình thường đâu, cái này cũng là ta muốn mời ngươi gia nhập vào linh điện nguyên nhân. Ta một cái chiến vương hậu kỳ tu sĩ, có thể giải quyết cái gì? Tiêu Phàm lắc lắc đầu nói, đúng hướng lão, vì cái gì rất nhiều tu sĩ không muốn gia nhập vào linh điện? Ai, cái này còn phải từ 18 năm trước nói lên a, à, trước kia ta linh điện ra một cái tuyệt thế thiên mới, tên là Mạnh Vân Tinh, ngươi nghe nói qua sao? Hướng Vinh thở dài vấn đạo, hai người vừa nói, một bên hướng về cách đó không xa cung điện mà đi. Không ít người nhìn thấy một màn này, tất cả đều lộ ra vẻ cổ quái, cái này Tiêu Phàm chẳng lẽ là hướng Vinh con tư sinh? Chỉ có số ít người biết, hướng Vinh cùng Tiêu Phàm giao tình thật không đơn giản. Tiêu Phàm lắc đầu, 18 năm trước sự tình, hắn thật đúng là không biết, cho dù là Ly Hỏa Đế Đô, Chiến Hồn Học Viện, cũng là hắn về sau mới biết. Tiêu gia tối đa chỉ là Thâm Sơn cùng Cốc mà thôi, tin tức bế tắc, ly hỏa đế đô sự tình, tiêu thành người biết đến đều cực ít. Mạnh Vân Tinh lúc đó mới có 18 tuổi, liền lĩnh ngộ đệ tứ trọng gió thổi, kém một chút đã đột phá đến rồi chiến hoàng cảnh. Gặp Tiêu Phàm không hiểu, Hướng Vinh lại tiếp tục nói, thế nhưng, thiên ý trêu người, ngay lúc đó Huyền Cung cũng có một cái tuyệt thế thiên mới, tên là Giang Thiên Vũ. Chiến hồn học viện có hai đại thiên tài, đây không phải sự tình tốt sao? Tiêu Phàm nghi ngờ nói. Hướng Vinh thần sắc ngưng lại, nói, nói thì nói như thế, nhưng nếu như cái này hai đại tuyệt thế thiên mới có thù, đó cũng không giống nhau. Cái này Giang Thiên Vũ cùng Mạnh Vân Tinh hai người thường thường liền sẽ đánh một trầu, trước kia thế nhưng là nổi danh. Hai người mâu thuẫn này càng càng sâu, về sau, ân oán cũng cuối cùng tác động đến ra, ảnh hưởng đến tu sĩ khác. Mạnh Vân Tinh xuất lĩnh phong minh, cùng Giang Thiên Vũ xuất lĩnh vương đạo minh sống mái với nhau đến cùng một chỗ. Phong minh tuy mạnh, nhưng thế nhưng nhân số quá ít, cuối cùng cùng Vương Đạo Minh liều cái lưỡng bại câu thương, vô số tuổi trẻ cường giả chết ở cuộc chiến đấu kia bên trong, thậm chí ảnh hưởng đến cao tầng, cuối cùng vẫn là Vương Đạo Minh thắng một bậc, Giang Thiên Vũ tại một trận chiến kia bên trong cũng đánh bại Mạnh Vân Tinh. Sau đó thì sao? Tiêu Phàm tò mò hỏi, hắn nhớ kỹ, bây giờ Phong Minh Thế nhưng là đệ nhất thế lực a. Về sau, Mạnh Vân Tinh biến mất, hướng Vinh thở sâu, những ngày qua từng màn giường như hiện lên ở trong đầu ngày thứ hai giang thiên vũ lớn tiếng ai nếu dám gia nhập vào phong minh cùng linh điện hắn liền không chết không thôi lúc đó giang thiên vũ như mặt trời ban trưa có mấy cái nổi viện người khó chịu giang thiên vũ gia nhập phong minh cuối cùng lại rơi được một cái chết thảm hạ tràng từ đó về sau lại không người dám phản bác lời của hắn dù là lâu năm tu sĩ cũng không dám làm trái hơn nữa từ năm thứ hai bắt đầu liên tục nhiều năm thật sự không một người gia nhập vào linh điện, phong minh cũng chậm chậm suy sụp, thẳng đến Giang Thiên Vũ rời đi chiến hồn học viện, hết thảy mới chậm rãi khôi phục, nhưng mà, linh điện nhưng là rất xuống ngàn trượng, nếu như không phải là bởi vì thông qua khảo hạch tu sĩ quá nhiều, huyền cung không chứa được, cũng sẽ không đến phiên linh điện. Hướng vinh trên mặt đều là vẻ cười khổ, trước kia hắn chính là linh điện trưởng lão, cũng không ít chịu huyền cung không thiếu khí, thế nhưng là lại không thể làm gì. Khi đó, Giang Thiên Vũ thế nhưng là đè tất cả mọi người không thở nổi, dù là chiến hồn học viện trưởng lão, cũng nhận áp lực rất lớn. Cái kia Giang Thiên Vũ đâu, đi đâu? Tiêu Phàm kinh ngạc nói. Rời đi, hướng vinh lắc đầu, tựa như không muốn nhiều lời liên quan tới Giang Thiên Vũ sự tình. Tiêu Phàm nhíu mày, trong lòng hơi có chút khó chịu, cái này chẳng lẽ còn có cái gì bí mật không thể nói sao? Hướng lão dẫn ta tới, chỉ là muốn nói với ta những thứ này tiêu phàm nhún nhún vai nói không phải ta để cho ngươi gia nhập vào linh điện mặc dù là có bản thân chi tư nhưng mà ta cũng nghĩ để cho ngươi lĩnh hội hoang thạch bia ta tin tưởng lấy thực lực của ngươi chắc chắn có thể hiểu rõ chỉ cần ngươi có thể hiểu thấu đáo một tia cũng rất có khả năng lĩnh mộ tứ trọng chi thế trước kia mảnh vân tinh chính là lĩnh hội hoang thạch bia sau đó lĩnh mộ tứ trọng sức gió hướng vinh hít sâu một cái nói các loại cái gì hoang thạch bia tiêu phàm vội vàng khoát khoát tay trong lòng kinh nạc vô cùng hoang thạch bia là một khối trên trời rơi xuống thiên thạch bên trong ẩn chứa một cỗ lực lượng quỷ dị bất luận kẻ nào đều có thể từ trong đó lĩnh mộ một vài thứ hơn nữa mỗi người lĩnh mộ được cũng không giống nhau trước kia linh điện suýt chút nữa bị huyền cung sát nhập thôn tính cũng là bởi vì hoang thạch bia tồn tại lúc này mới không có nhường huyền cung được như ý hướng vinh giải thích nói có thể mang ta đi xem sao Tiêu Phàm tâm bên trong cũng hết sức tò mò, vội vàng nói: "Đương nhiên có thể." Hướng Vinh tự nhiên là không chút do dự, trực tiếp mang theo Tiêu Phàm hướng về nơi xa đi đến. Không bao lâu, Hướng Vinh mang theo Tiêu Phàm xuyên qua từng tầng từng tầng viện lạc cùng cung điện, rất nhanh liền xuất hiện ở một mảnh quảng trường nhỏ chỗ, quảng trường nhỏ trung ương trưng bày một khối cao ba trượng màu xám đen tảng đá. Trên tảng đá phương lưu truyền một tia màu xám cho sương mù, hướng về bốn phương tám hướng tràn ngập mở ra. Tại nơi màu xám đen tảng đá bốn phía, từng mảnh từng mảnh lá khô từ trên cao rơi xuống, khi tới gần màu xám đen tảng đá lúc, vậy mà lơ lửng tại hư không, tựa như hoàn toàn đứng im đồng dạng, quả nhiên là mười phần quỷ dị. Chỉ một lát sau, cái kia bất động lá khô liền bắt đầu xoay quanh đứng lên, vây quanh màu xám đen tảng đá bắt đầu quay tròn, tại chung quanh nó dường như có một loại vô hình khí tràng. Hơn nữa, có mấy viên lá khô, bị một đạo màu xám đen sương mù xuyên thấu, Giống như một đạo cực quang lợi kiếm, tốc độ cực nhanh Khó trách màu xám đen tảng đá bốn phía ngồi đầy người Nhưng không có người nào dám tới gần màu xám đen tảng đá 3m phạm vi Cái kia màu đen sương mù, tuyệt đối có thể làm bị thương chiến vương cảnh cường giả Tại nơi màu xám đen trên tảng đá bên cạnh Vẫn còn có cái này một chút thiên nhiên đường vân Đường vân chung quanh, tán phát khí chẳng cường đại nhất Hoang thạch bia, tiêu phàm nhìn xem màu xám đen tảng đá như đao như kiếm vậy ba chữ ánh mắt trong nháy mắt tựa như hút vào trong đó thật là cường đại thế ba chữ này hẳn là về sau điêu khắc lên đi a à. không tệ đây là viện trưởng đại nhân tự mình khắc lên mà lại là dùng kiếm khắc đi ra ngoài hướng vinh đột nhiên cười nói trên mặt rất có vài phần vẻ đắc ý không phải liền là viện trưởng sao có gì có thể cao hứng tiêu phàm tâm trung tiểu âm thanh lẩm bẩm cười cười nói hướng láo ta cũng tốt hảo tìm hiểu một chút cái này hoang thạch bia hảo đến lúc đó trực tiếp tới tìm ta chính là đây là của ngươi thân phận bài hướng vinh ném cho tiêu phàm nhất tấm bảng hiệu để lại một câu nói liền xoay người rời đi tiêu phàm tiếp nhận thân phận bài tùy tiện ném vào hồn giới bên trong liền chậm rãi hướng về hoang thạch bia đi đến cách xa mười mấy mét đều có thể cảm nhận được hoang thạch trên tấm bia hư vô mờ mịt khí tức chẳng biết tại sao tiêu phàm cảm giác mình thân thể khỏe mạnh giống như trở nên nhẹ nhàng có loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác Hồn hải bên trong hồn hải hơi hơi rung động rồi một lần. Hô, u linh chiến hồn suýt chút nữa gào thét mà ra, cái kia hồn lực vòng xoáy xoay tròn cấp tốc. Vẹn vẹn một sát na, Tiêu Phàm liền tỉnh lại, toàn thân giật cả mình, trên mặt lộ ra bất khả tư nghị bộ dáng, vừa rồi ta là thế nào? Chẳng lẽ là cái kia hoang thạch bia? Thở sâu, Tiêu Phàm lần nữa hướng về hoang thạch bia tới gần, ở đây cách biệt xa mười mấy mét, không cách nào bản thân cảm nhận được trong đó khí tức. Ai, lại lãng phí ba ngày, cái này Hoang Thạch bia mặc dù là không đơn giản, nhưng mà muốn từ bên trong lĩnh ngộ ít đồ, nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy đó a. À. Đó là đương nhiên a, à, trước kia Mạnh Mây tinh thế nhưng là ở nơi này tảng đá đứng trước mặt bảy ngày bảy đêm, mới lĩnh ngộ đệ tứ trọng gió thổi, người hoa ba ngày lại coi là cái gì? Cũng không phải mỗi người cũng là Mạnh Mây tinh a, à, trước kia gió minh sở dĩ cường đại như thế, không phải cũng là bởi vì những người kia đều ở đây Hoang Thạch trong bia có chỗ lĩnh ngộ sao? bây giờ gió minh cũng không yếu a à, lịch sử không cách nào sở dịch phong như lưu váy đều là gió minh nhân nếu như không phải sở khinh cuồng chết gió minh càng thêm cường đại đám người nghị luận ầm ĩ cao đàm khoát luận không cố kỵ gì a à, tiểu tử ngươi là ai có vẻ như chưa thấy qua ngươi chẳng lẽ ngươi không biết ở đây chỉ có linh điện người mới có thể đi vào sao đột nhiên một ánh mắt rơi vào tiêu phàm trên thân vù vù đột nhiên ở giữa tận mấy đôi con mắt hướng về tiêu phàm quét tới, đều là bất thiện chi sắc, bình thường bọn hắn không ít bị huyền cung nhân khi dễ, bây giờ nhìn thấy một người xa lạ, tự nhiên không chút do dự xông tới. Nếu như tiểu tử này là huyền cung, vậy thì thật là tốt trà đạp một phen, dù sao, nơi này chính là linh điện địa bàn, huyền cung học viên còn không dám ở đây dương oai. Ta là mới tới, tiêu phàm mỉm cười, vội vàng lấy ra phía trước hướng vinh cho hắn lệnh bài thân phận. Mới tới đám người cổ quái nhìn xem tiêu phàm, tấm bảng này, đúng là linh điện thân phận bài, hơn nữa rất mới, không giống như là đang làm giả. Là mới tới không sai, chỉ là, mới tới có vẻ như còn chưa có tư cách tiến vào nơi này đi. Lúc này, một đạo thanh âm âm dương quái khí vang lên. Chỉ thấy một cái cao gầy thanh niên đi tới, nam tử đại khái 24 đến 25 tuổi, trên thân tán phát hồn lực ba động, chứng minh hắn vừa mới đột phá không lâu, tu vi còn không có ổn định lại là tống sư huynh từ tống sư huynh khí tức trên thân nhìn hắn có lẽ thật sự đột phá chiến vương đỉnh núi chiến vương đỉnh phong chúng ta lúc nào mới có thể đột phá chiến vương đỉnh phong a huyền cung đám kia trời giết tiểu tử mỗi tháng phát ra tài nguyên tu luyện thời điểm đều cố ý tới tìm chúng ta phiền phức mắt thấy thời hạn một tháng càng ngày càng gần đoán chừng tháng này tài nguyên tu luyện lại phải bị bọn hắn cướp đi tống sư huynh đột phá chiến vương cảnh đỉnh núi chúng ta cũng không định đô thất bại Hừ, một ngày nào đó, ta linh điện muốn đẻ huyền cung nhân không thở nổi. Rất nhiều người nhìn thấy thanh niên cao gầy, trong mắt đều là vẻ kính sợ, liền vội vàng lùi về phía sau mấy bước, chỉ là nói tới huyền cung tu sĩ lúc, đám người liền tức giận không thôi. Người có thể rời đi. Nam tử cao gầy nhìn xuống tiêu phàm, một mặt bộ dáng cao cao tại thượng, hắn tên là Tống Hào, chiến vương cảnh tột cùng thực lực, tại linh điện đã có thể được xem cao thủ. Cả gan hỏi một câu, người mới muốn cái gì tư cách mới có thể tiến nhập ở đây đâu tiêu phàm cười hỏi hắn cũng không nghĩ cứ thế mà đi cũng không muốn đắc tội linh điện nhân ngược lại cũng không phải hắn sợ mà là tất cả mọi người là linh điện người không cần thiết huyên náo quá căng cho bọn hắn một điểm tôn trọng lại như thế nào ta để cho ngươi rời đi ngươi không nghe thấy sao tống hào gặp tiêu phàm không nhìn mình lập tức ấm giận lên tiểu tử ngươi không phải là huyền cung nhân a đoạt ta linh điện tân tấn học viên thân phận bài tới đây giả mạo nếu như ngươi thực sự là linh điện nhân ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là rời đi tống sư huynh nổi giận còn không mau mau xéo đi qua phía dưới không thể thiếu lột ra nghĩ lừa dối qua ải thật sự cho rằng chúng ta cũng là mù lòa ta xem hắn chính là huyền cung nhân rất nhiều người lừa giận đan vào nhìn xem tiêu phàm tiêu phàm hơi kinh ngạc cái này huyền cung cùng linh điện mâu thuẫn xem ra thật đúng là không phải bình thường sâu so a Bất quá, hắn cũng có thể nhìn ra, Tống Hào là muốn cố ý cảm phiền mình một chút, dù là chính mình thật là mới lên cấp linh điện học viên. Ta nếu không rời đi đâu?" Tiêu Phàm cười cười, người ở chỗ này, không có người nào có thể vào hắn pháp nhãn, cho dù là Tống Hào cũng không đủ nhìn. "Không ly khai, đó là ngươi tự tìm chết." Tống Hào cười lạnh, "Ở đây, ai không cho mình mặt mũi, tiểu tử này vậy mà lại nhiều lần đem mình lời nói vào tai này ra tai kia." Các huynh đệ cho ta đánh cho đến chết, đánh cho tàn phế đánh phế đi tính cho ta. Chỉ cần đừng đánh chết rồi thì đi. Tống Hào hét giận dữ một tiếng. Bỗng nhiên, bốn phía hơn 10 đạo thân ảnh nhao nhao hướng về tiêu phàm vọt tới, chiến ký tia sáng che mất tiêu phàm. Công kích này, nếu là đổi lại một người, thật đúng là không chắc chắn có thể đủ chống đỡ được. Phá! Tiêu phàm nhất âm thanh quát nhẹ, trong nháy mắt một điểm, từng đạo kiếm khí từ trên người hắn dạo rực mở ra, phút chốc liền ngưng kết thành một cái kiếm khí vòng xoáy, đem tất cả chiến kinh ngăn cản bên ngoài. Phốc phốc, đáng sợ khí lãng tải hư không vì lăn lộn, phóng tới tiêu phàm mười mấy người tất cả đều đến bay mà ra, nặng nề nện ở bốn phía trên tảng đá. Tiểu tử, ngươi quả nhiên không phải mới lên cấp linh điện học viên, ngươi là huyền cung gian tế. Linh điện nhân, làm sao có thể mạnh như vậy? Tống hào giận dữ hét, nhìn thấy tiêu phàm con mắt có co một tia sợ hãi vừa rồi tiêu phàm dễ như trở bàn tay ngăn trở mười mấy người công kích, chính là hắn, cũng không khả năng làm đến như thế nhẹ nhõm a có thể làm được, cũng chỉ có huyền cung tu sĩ. Huyền cung gian tế, tiêu phàm nhất trận im lặng, ta thật là mới lên cấp linh điện học viên tốt a căn bản không phải cái gì huyền cung gian tế, sớm biết, cũng đừng nhường hướng vinh rời đi. Không phải huyền cung gian tế, chẳng lẽ gian tế còn có thể chính mình thừa nhận sao? có một bị tiêu phàm đánh bay tu sĩ chật vật đứng dậy lau đi máu tươi trên khóe miệng không tệ ngươi chính là huyền cung người bằng không làm sao có thể mạnh như vậy một cái mới lên cấp linh điện học viên là không thể nào mạnh như vậy lại một cái người mở miệng những người khác cũng nhao nhao gật đầu tiểu tử ngươi nghe chứ sao ở đây không chào đón ngươi tống hào cười lạnh nói bây giờ hắn cũng sẽ không tin tưởng tiêu phàm là linh điện người linh điện cường đại những người kia bọn họ cũng đều biết bình thường muốn gặp đến cũng rất khó hơn nữa không có người nào là tuổi trẻ như vậy các ngươi có hoan nghênh hay không ăn thua gì đến ta tiêu phàm nhún nhún vai nói thân hình lóe lên đột nhiên tại chỗ biến mất tống hào trong tay thân phận bài liền đã rơi vào trong tay hắn tốc độ thật nhanh những người khác trong lòng cả kinh nhìn về phía tiêu phàm ánh mắt thay đổi liên tục tiểu tử ta biết ta là ai sao tại linh điện có ta ở đây ngươi còn dám làm càn tống hào giận dữ trong tay hắn thân phận bài lặng yên không tiếng động rơi vào tiêu phàm trong tay cái này khiến hắn rất mất mặt trong lòng tự nhiên vô cùng khó chịu nhiều người nhìn như vậy đâu nếu như tiểu tử này thật là linh điện người về sau chính mình còn thế nào ở đây hỗn ngươi là ai tiêu phàm cười hít mắt nói ta chính là linh điện xếp hạng đệ ngũ tống hào tống hào thần sắc ngạo nghễ tựa như thấy được tiêu phàm quỳ trước mặt hắn một mặt cầu khẩn bộ dáng chỉ ngươi dạng này mặt hàng tại linh điện đều có thể xếp tại đệ ngũ tiêu phàm kinh ngạc nhìn xem tống hào không phải hắn cố ý đà kích hắn chỉ là không chút do dự liền phun lộ trong lòng thật sự ý nghĩ một cái vừa mới đột phá chiến vương đỉnh phong có thể ngay cả đệ tam trọng thế đều không lĩnh mộ ra hỏa vậy mà tại linh điện xếp hạng đệ ngũ nếu thật là như thế linh điện so tưởng tượng còn muốn yêu a à tiểu tử nguy tự tìm cái chết. Tống Hào cũng là giận tím mặt, tại linh điện, còn không có mấy người dám khinh thường hắn, chỉ có huyền cung nhân có ở trước mặt hắn tư sản phách lối. Vừa dứt lời, Tống Hào lấy tay hướng về tiêu phàm chộp tới, hồn lực hóa thành một đảo to lớn trưởng cương, trói mắt liền đã đến tiêu phàm trước mặt. Lan, tiêu phàm con mắt lạnh lẽo, một đảo thanh âm lạnh như băng từ tiêu phàm trong miệng thốt ra, một cỗ bàng bạc sát khí lấy tiêu phàm làm trung tâm chấn động mở ra, cái kia hồn lực trưởng cương đột nhiên nổ tung. Ngay sau đó, một hồi cuồng mãnh hồn lực phong bào bao phủ toàn bộ quảng trường nhỏ, cùng tiêu phàm cách biệt hơi gần tu sĩ trên mặt lộ ra vẻ kinh hái, nhào nhào bị một cỗ đại lực bay ngược mà ra. Đứng mũi chịu xào phải kể tới tống hào, hắn cảm giác ngũ tạng lục phủ suýt chút nữa chấn vỡ, huyết dịch trong cơ thể sôi trào lên, trong miệng phun ra mấy ngụm máu tươi, nặng nề nện ở trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch vô cùng. Tiêu phàm lạnh lùng nhìn xem tống hào, cho người mặt mũi không biết xấu hổ, thật coi ta tiêu phàm dễ ức hiếp. Ngươi, ngươi là ai? Tống Hào hoảng sợ nhìn xem tiêu phàm, rất lâu mới phun ra một câu nói. Tiêu phàm, tiêu phàm thản nhiên nói, để lại một câu nói, liền không tiếp tục để ý Tống Hào, mà là hướng về hoang thạch bia đi đến. Mặt đất người vội vàng nhường ra một con đường, nhìn về phía tiêu phàm, con mắt tràn đầy sợ hãi. Tiêu phàm, tiêu phàm, Tống Hào khẽ cắn môi trong lòng thầm nhủ cái tên này, danh tự này quá xa lạ, hắn vô luận như thế nào đều nghĩ không nổi. Tống Hào cực kỳ không cam lòng cùng tức giận mang theo mười mấy người rời đi, những người khác nguyên bản cũng nghĩ rời đi, bất quá lúc này, tiêu phàm thanh âm vang lên, tất cả mọi người là linh điện học viên, không cần thiết sát sinh giết chết, nơi này rất lớn, có thể cùng nhau lĩnh hội. Những người khác hơi hơi cảm kích nhìn tiêu phàm nhất mắt, rất nhiều người trong lòng nổi lên nói thầm, chẳng lẽ gia hỏa này thật là mới lên cấp linh điện học viên mới vừa tiến vào linh điện liền như thế cường đại vậy hắn vì sao còn phải gia nhập vào linh điện như thế nào không gia nhập huyền cung đâu linh điện mặc dù có hoang thạch bia có thể lĩnh ngộ gió thổi nhưng mà chiến hồn ngoài học viện viện còn có một cái không có kiếm sườn núi nơi đó đồng dạng có thể lĩnh ngộ kiếm thế chủ yếu nhất là huyền cung tài nguyên tu luyện có thể hoàn toàn không phải linh điện có thể so sánh bằng không mà nói, linh điện những năm này đã sớm cường đại lên. Đến nỗi đây hết thảy tiêu phàm không có bất kỳ cái gì để ý, lặng lặng mà ngồi ở cách hoang thạch bia 2 mét bên ngoài, đám người thấy cảnh này, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ gia hòa này không sợ chết? Gần như vậy, cái kia sương mù thế nhưng là rất có lực sát thương, còn là nói tiểu tử này căn bản không nhìn ra hoang thạch bia đáng sợ. Tiêu phàm tự nhiên biết đây hết thảy, trên người hắn lưu truyền một chút xíu hồn lực bảo vệ toàn thân, sau đó chậm rãi hướng về hoang thạch bia bao phủ tới. Oanh! Đột nhiên, tiêu phàm cảm giác một tiếng sấm nổ đánh vào hắn trái tim, đầu có chút không rõ khi hắn lấy lại tinh thần lúc, nhưng là phát hiện mình đã biến mất ở trong đình viện, linh điện học viên tất cả đều đã mất đi bóng dáng. Trung quanh hắn, là một mảnh mênh mông vô bờ hoang dã, chú mục nhìn về nơi xa, thiên địa âm u khắp trốn, trong không khí tràn ngập một loại u sâm băng lãnh, để cho người ta thần hồn run lên ô ô tương đương tương đương hư không cuồng phong thổi loạn, giống như giá thú đang kêu gào, thê lương, tĩnh mịch. Tiêu phàm đảo mắt tứ phương, không nhìn thấy bất luận cái gì sinh linh, dù là liền một cây cỏ dại cũng không có, hoàn toàn là một mảnh hoang vu thế giới. Đây là hoang thạch bia tạo thành huyễn cảnh sao. Tiêu phàm tâm bên trong do dự, đầu óc của hắn rất thanh tỉnh, ở đây cùng trước đó tiến vào sát lục không gian có chỗ khác biệt, cho người ta một loại cảm giác hư ảo. Tiêu phàm không có sợ hãi, thần sắc mười phần bình tĩnh, lặng lặng cảm thụ được bốn phía cuồng phong biến hóa, hắn dường như đưa thân vào phong bạo trung tâm nhất, quỷ dị là, bốn phía cuồng phong đều hướng về xung kích, trong cơ thể của hắn, liền tựa như phong trốn trở về đồng dạng. Tiêu phàm muốn nâng lên bước chân, nhưng mà căn bản không động được mảy may, cảm giác cơ thể nặng như vạn tấn, nếu là biến thành người khác, đoán chừng đã sớm lộ ra vẻ tuyệt vọng, bắt đầu ra sức gào thét gầm thét. Thật là đáng sợ gió. Tiêu phàm sắc mặt khó coi, kia cái gì mạnh mây tinh mượn nhờ hoang thạch bia lĩnh ngộ bốn trọng phong thế, chẳng lẽ cũng là tiến nhập mảnh không gian này. Cái này hoang thạch bia, thật đúng là quỷ dị. Tiêu phàm quanh thân chậm rãi hiện lên một chút xíu hồn lực ba động, lấy một loại quỷ dị tần suất rung rung, tiêu phàm lĩnh ngộ ba trọng phong thế, cái này cuồng phong sức mạnh mặc dù mãnh liệt, nhưng mà còn không thể hoàn toàn giam cầm tiêu phàm. Hô! Tiêu phàm cuối cùng động, hắn bước ra một bước, xuất hiện ở hư không, chỉ là, Hắn quanh thân có chút vặn vẹo, trên mặt da thịt bị một cỗ lực lượng khổng lồ đè xuống. Ba trọng phong thế còn xa xa không đủ. Tiêu Phàm sầm mặt lại, sau khi kinh ngạc, cũng có chút kinh hỉ, chỉ có áp lực mới có động lực. "Nghĩ tới đây, Tiêu Phàm không còn bình tĩnh nữa, chậm rãi tại hư không di động, mặc dù cảm giác như hãm bùn chạch nhưng mà theo quanh người hắn rung động tần số thay đổi, Tiêu Phàm bước chân càng lúc càng nhanh. Ngược gió, thuận gió, bốn trọng phong thế làm ta có thể hoàn toàn đem ngược gió lực cản, chuyển hóa thành động lực thời điểm, chính là triệt để trưởng khống đệ tứ trọng phong thế thời điểm. Tiêu phàm tâm bên trong có một cái ti hiểu ra. Kỳ thực sớm tại hắn lĩnh ngộ ba trọng phong thế lúc, tiêu phàm liền nghĩ đến điểm này, chỉ là không có phương pháp nhường hắn đi kiểm chứng mà thôi, bây giờ tìm được cơ hội tự nhiên không thể bỏ qua. Du thắng sư huynh, chính là người này giả mạo linh điện người, quả thật huyền cung gian tế. Đang lúc tiêu phàm đang chìm ngâm ở sức gió lĩnh ngộ bên trong lúc, một đạo thanh âm lạnh như băng từ nơi không xa chuyển đến, chỉ thấy một đội người thanh thế cuồn cuộn đi tới. Tiêu phàm bất vi sở động, nhưng hắn người bên cạnh, nhưng là dọa đến vội vàng đi đến một bên. Nghe được du thắng hai chữ lúc, bọn hắn liền biết thầm nghĩ không tốt, tống hào tự hiểu không phải tiêu phàm đối thủ, vậy mà tìm giúp đỡ tới, tiêu phàm là mạnh, nhưng mà du thắng thế nhưng là lâu năm chiến vương đỉnh phong, năm nay rất có hy vọng tiến vào bên trong viện người tiêu phàm chưa chắc là đối thủ tiểu tử ngươi là huyền cung người mở miệng nói chuyện chính là một cái vóc người khôi ngô dâu quai nón người này tên là du thắng linh mẫn điện xếp hạng đệ tứ cao thủ bây giờ tiêu phàm đang tại lĩnh mộ bên trong tâm thần cơ hồ toàn bộ đắm chìm tại một loại trạng thái quỷ dị bên trong nơi nào sẽ để ý tới du thắng lão tử nói chuyện với ngươi ngươi vậy mà không nhìn lão tử Du Thắng vừa tức vừa giận, bị một tên tiểu tử xem thường, đây vẫn là chuyện chưa từng có, chủ yếu nhất là, nơi này còn là tại Linh Điện. Tức giận hừ một tiếng, Du Thắng lấy tay hướng về tiêu phạm phía sau lưng chộp tới. Đám người giận mà không dám nói gì, cái này Du Thắng cũng không phải là một vật gì tốt, thủ đoạn này quá âm hiểm, người khác đang tu luyện, lúc này đánh lén, một khi xảy ra bất chắc, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì chết tại chỗ. Loại chuyện này nhìn mãi quen mắt, có thật nhiều tu sĩ chính là tại tu luyện thời điểm bị quấy dày cuối cùng chết thảm tại chỗ. bởi vậy người khác tại tu luyện thời điểm ra tay quấy giày thế nhưng là cấm kỵ. mà giờ khác này du thắng vậy mà không lưu tình chút nào, cái này căn bản là muốn đưa tiêu phàm vào chỗ chết a à, thủ đoạn so tống hào cần phải ác độc rất nhiều. hồng hồ, mắt thấy du thắng tay trường sắp tới gần tiêu phàm phía sau lưng lúc lúc này đột nhiên xảy ra dị biến chỉ thấy tiêu phàm trong tay đột nhiên nhiều hơn một chuôi lợi kiếm, lang không vẹt một cái, một đảo tuyệt thế bén lợi mang đảo qua hư không. Cái gì? Dù thắng dọa đến sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hắn cảm giác mình bị một con rắn độc nhìn chăm chú vào đồng dạng, của một hồi phát lạnh. Hắn trước tiên muốn trốn chạy, nhưng mà kiếm mang kia tốc độ quá nhanh, hắn căn bản không phản ứng lại, bàn tay liền bị một kiếm kia xinh xinh chém xuống. a à, tương đương tương đương, dù thắng phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, bàn tay bị chạm, đau hắn nghe răng trợn mắt. Đám người trợn tròn mắt, ai cũng không ngờ tới, tiêu phàm tại tu luyện thời điểm, lại còn có thể ra tay chém giết du thắng, chẳng lẽ tiểu tử này là cố ý. Hắn căn bản cũng không tại tu luyện. Quỷ dị nhất là, tiêu phàm cứ như vậy đứng ở đó, đầu cũng chưa từng trở về. Du thắng thế nhưng là chiến vương đỉnh phong A, cứ như vậy dễ dàng bị tiêu phàm chặt đứt một tay nắm. Vậy hắn chân chính thực lực lại là biết bao đáng sợ bọn hắn làm sao biết, tiêu phàm nắm dưới nhất tâm nhị dụng, người nơi này hắn không biết cái nào, làm sao có thể yên tâm đi phía sau lưng của mình giao cho bọn hắn. Hắn sở dĩ có thể không cố kỳ chút nào đứng ở nơi đó, là bởi vì hắn một cái khác tâm thần thời khắc chú ý đến ngoại giới hết thảy, tùy thời có thể tỉnh lại. Hốn chướng, ta muốn giết ngươi. Du thắng tức giận gầm thét, cầm trong tay một thanh kiếm sắc hướng về tiêu phàm đâm tới. Tống hào dọa đến đứng ở đằng xa, kinh ngạc nhìn xem tiêu phàm, rõ ràng, hắn cũng bị tiêu phàm thực lực cho khiếp sợ đến. Các người nhìn hắn chung quanh, có người lên tiếng kinh hô, hướng về tiêu phàm nhìn lại, nhưng là nhìn thấy tiêu phàm quanh thân, đột nhiên tản ra từng đảo phong ba, phong ba giống như lưỡi đao đồng dạng bao phủ bốn phương tám hướng, sau đó tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Bang bang tương đương, du thắng trường kiếm tài hư không rung động, ánh lửa bắn ra bốn phía, kiếm của hắn bị một cái kia to lớn phong nhận vòng xoáy ngăn cản ở ngoài, thân thể của hắn liên tục lùi về phía sau. Hắn căn bản là áp vào không được tiêu phàm sau lưng, lại càng không cần phải nói giết tiêu phàm. Phong nhận kia vòng xoáy càng lúc càng lớn, tiêu phàm đỉnh đầu hiện lên u linh chiến hồn, bóng đen càng ngày càng ngưng tụ, nhìn qua mười phần quỷ dị. Chiến hoàng cảnh, liền có thể nhân hồn hợp nhất, thật không biết, cùng u linh chiến hồn hòa làm một thể, là cái gì cảm giác? tiêu phàm tâm bên trong nghĩ thầm. Cái kia không gian xám xịt bên trong, tiêu phàm ý niệm nhanh chóng chấp động, ngay từ đầu thân thể của hắn nửa bước khó đi, hành động cực kỳ gian khổ, mà bây giờ đã có thể như dẫm trên đất bằng. Hơn nữa, tốc độ của hắn tại càng lúc càng nhanh, hư không lưu lại từng đạo tàn ảnh. Tiêu phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong tay nhiều hơn một chuôi trường kiếm màu đỏ ngòm, đúng là hắn tưởng tượng tu la kiếm, chân hắn dẫm mờ mịt thần tung bước, trên không trung vũ động, tại hư không lưu lại từng đạo tàn ảnh. Kiếm thế càng ngày càng sắc bén, tốc độ càng ngày càng tấn mãnh, tiêu phàm tựa như cùng toàn bộ u ám không gian dung thành một cái thể. Du Thắng bọn người ngây ngốc đứng, trong lúc nhất thời không biết làm sao, liền tới gần tiêu phàm đều khó có khả năng muốn giết hắn, đây không phải đùa giỡn hay sao. Bất quá, Du Thắng bọn người vẫn không có rời đi, chỉ cần cái này phong nhận vòng xoáy tiêu thất, hắn chắc chắn lập tức ra tay đáng tiếc nhưng hắn thất vọng là cái này phong nhận vòng xoáy trong thời gian ngắn là không thể nào biến mất bốn trọng phong thế lực cản toàn bộ hóa thành động lực bằng vào ta tốc độ bây giờ cho dù phổ thông chiến hoàng trung kỳ cũng chưa chắc có thể so với được a tiêu phàm tâm bên trong trầm ngâm vô tình nhất kích dùng hợp đệ tứ trọng phong thế tốc độ nhanh gấp ba có thừa dù là chiến hoàng sơ kỳ ta cũng có thể nhất kích tất sát chiến hoàng trung kỳ cũng có sức đánh một trận tiêu phàm tâm bên trong vô cùng kích động, hắn mười phần may mắn chính mình gia nhập linh điện, vừa tới ở đây, vậy mà liền lĩnh mộ bốn trọng phong thế, phải biết, kiếm thế hắn còn dừng lại ở đệ tam trọng. Lấy thực lực của hắn bây giờ, nếu như lần nữa gặp phải tần đao, tiêu phàm tự tin, một người là đủ chiến chi, cho dù không địch lại, rút đi cũng là dễ như trở bàn tay. Đáng tiếc, vô tận chiến quyết chỉ còn lại lục trọng, xem ra còn muốn nghĩ biện pháp lấy tới phía sau tứ trọng mới được tiêu phàm ngưng thanh đạo, hắn bây giờ gió thổi viên mãn, đã có đột phá chiến vương tột cùng thực lực. Hơn nữa, một khi đột phá chiến vương đỉnh phong, rất nhanh liền có thể tiến thêm một bước, bước vào chiến hoàng cảnh. Bây giờ cũng không gấp, ta còn chỉ là chiến vương hậu kỳ mà thôi, mặc dù sát thế cùng gió thế lĩnh mộ được đệ tứ trọng, càng là chạm tới sát ý, nhưng mà, kiếm thế chờ còn chưa viên mãn, hẳn còn có tiến bộ không gian, hơn nữa, hồng trần giết, Hồng Trần cười cho tứ đại chiêu thức hẳn là còn có thể tiếp tục hoàn thiện. Tiêu Phàm hít sâu một cái nói. Sau đó, hắn không ngừng diễn luyện cái này mấy đại kiếm chiêu, Hồng Trần giết, Hồng Trần cười, thiên địa tiêu sát cái này tam đại quần công kiếm chiêu hắn đều sáp nhập vào đệ tứ trọng phong thế, uy năng mạnh mẽ hơn không ít. Một khi lĩnh ngộ tứ trọng kiếm thế, lại dung nhập cái này tam đại kiếm chiêu bên trong, công kích tất nhiên sẽ lần nữa tăng thêm. Mà thức thứ tư vô tình nhất kích, cơ hồ trở thành tiêu phàm một chương vương bài một trong, cái này một đại sát chiêu, không phải vạn bất đắc dĩ, không thể dễ dàng sử dụng. Lại thêm tu la ba kiếm phía trước hai kiếm huyết sát cùng tàn sát, tiêu phàm tự tin, tầm thường chiến hoàng sơ kỳ, tuyệt đối không phải đối thủ của mình. Thời gian từng ngày từng ngày trôi qua, trói mắt chính là ba ngày sau, tiêu phàm đem cái này mấy đại kiếm chiêu cơ hồ luyện đến mức hoàn mỹ, ý thức chìm vào bên trong vùng không gian kia, phát huy đứng lên hoàn toàn không cần lo lắng cái gì hô làm tiêu phàm mở hai mắt ra một sát na kia quanh thân phong nhận vòng xoáy đột nhiên tiêu thất cùng lúc đó một vệt sáng hướng về tiêu phàm ngực đâm tới ngươi muốn chết sao tiêu phàm quát lạnh một tiếng cho dù chưa từng lĩnh mộ đệ tứ trọng phong thế đối mặt chiến vương đỉnh phong hắn tiêu phàm cũng không sợ hãi người này dám đối với hắn ra tay tiêu phàm nơi nào sẽ thủ hạ lưu tình một đảo lạnh lùng hào quang lóe lên ngay sau đó một cái đầu lâu lăn xuống xuống Đạo nhân ảnh kia còn duy trì nghiêng về phía trước động tác, trường kiếm nhưng là đột nhiên rơi xuống đất. Dù thắng chết, đám người con người mãnh liệt run rẩy, trong mắt đều là vẻ khó tin. Dù thắng chết, không ai từng nghĩ tới, dù thắng vậy mà lại chết ở tiêu phàm trên tay, dù là tiêu phàm mình cũng không nghĩ tới, đột nhiên sẽ xuất hiện một người xa lạ muốn giết mình. Tiêu phàm cắt tỉa nhất tâm nhị dụng ký ức, đại khái hiểu cái gì, bất quá trong lòng không có bất kỳ cái gì hối hận cái này du thắng cũng không phải bình thường ngang ngược càn rỡ mình tại trong nhập định không có trả lời hắn một câu nói hắn tựu ra tay tàn nhẫn muốn tính mạng của mình dạng này người giết hắn lại như thế nào đám người câm như hến quảng trường cây kim rơi cũng nghe tiếng ngươi ngươi giết du thắng sư huynh chốc lát tống hào đột nhiên kinh hô một tiếng tựa như cố ý cất cao giọng muốn nhường linh điện tất cả mọi người đều biết đồng dạng tiêu phàm ngoạn vị nhìn xem tống hào Hắn tự nhiên cũng đại khái đoán được tiền căn hậu quả, Du thắng tới đây, đoán chừng là bị Tống Hào giật dây. "Ngươi, Tống Hào còn nghĩ kêu to, chẳng qua là khi hắn nhìn thấy Tiêu Phàm nụ cười lúc, cổ mắt lạnh, vội vàng im lặng không nói." "Gọi a, à, tiếp tục." Tiêu Phàm là một cái thủ hiệu mời, tựa như tuyệt không vì Du thắng chết lo lắng đồng dạng, trên mặt tràn đầy nụ cười nhàn nhạt. Tống Hào nơi nào còn dám gọi, Tiêu Phàm nụ cười kia thật là đáng sợ nếu như tiêu phàm nổi giận tống hào ngược lại sẽ không lo lắng như vậy liền du thắng cũng dám giết huống chi hắn tống hào tiêu phàm nụ cười trên mặt chậm rãi ngưng kết trở nên băng lạnh một cỗ như ẩn như hiện sát khí từ trên người hắn lan tràn lạnh lùng nhìn xem tống hào tống hào như rớt vào hầm băng toàn thân bắt đầu run rẩy linh điện sở dĩ như thế yếu cũng không phải bởi vì các ngươi thiên phú quá kém mà là các ngươi ngày ngày nhớ đấu tranh nội bộ còn nghĩ làm qua huyền cung trên đời này nào có chuyện tốt như vậy tiêu phàm lạnh nhạt nở nụ cười trong mắt trải qua một tia khinh thường đám người trầm mặc không nói một số người xấu hổ cúi đầu bất quá cũng có người vẫn như cũ khinh thường ý của bọn hắn rất rõ ràng chúng ta liền tại linh điện cũng không chiếm được tư nguyên lời nói như thế nào đi cùng huyền cung đấu tiêu phàm tự nhiên cũng biết điểm này linh điện tu sĩ muốn có được đầy đủ tài nguyên tu luyện nhất định phải dẫn đầu những người khác đã như thế tranh đấu phải không tránh được miễn có lợi ích chỗ liền sẽ có phân tranh đây là thiên cổ đạo lý không thay đổi ta mặc kệ các ngươi muốn như thế nào đấu nhưng mà các ngươi tốt nhất đừng leo đến trên đầu ta đi tiểu bằng không ta sẽ để cho hắn hối hận làm người tiêu phàm nhất vung áo bào quay người chuẩn bị rời đi du thắng sư huynh tống hào sư huynh huyền cung nhân lại tới đột nhiên nơi xa truyền đến một đạo thanh âm dồn dập nghe được thanh âm này đám người biến sắc tựa như ăn chuột chết đồng dạng khó chịu đám này đồ chết tiệt ăn người không nhà xương tháng trước tài nguyên tu luyện cơ hồ bị bọn hắn thắng sạch lại tới đánh tháng này chủ ý nếu như ta cái kia năm bình tôi thể dịch không có bại cho bọn hắn ta tuyệt đối có thể đột phá chiến vương hậu kỳ con mẹ nó thật muốn diệt bọn hắn huyền cung đám thỏ chết bầm kia chúng ta lại có thể thế nào dù thắng sư huynh bọn hắn cũng không là đối thủ chúng ta còn có thể làm gì bọn hắn không thành linh điện học viên phẫn nộ tới cực điểm bọn hắn thân là chiến hồn học viện học viên mỗi tháng đều sẽ nhận được một chút tài nguyên tu luyện tỉ như hồn thạch luyện thể dịch các loại nhưng mà mỗi tháng huyền cung người đều ắt tới linh điện một chuyến tìm cơ hội khiêu khích linh điện học viên buộc bọn họ cùng huyền cung người giao đấu từ mười mấy năm trước trận đầu giao đấu bắt đầu linh điện liền cơ hồ không có như thế nào thắng nổi tích lũy tháng ngày huyền cung càng ngày càng mạnh linh điện càng ngày càng yếu hôm nay linh điện nơi nào vẫn là huyền cung đối thủ cho dù là cùng giai tu sĩ không nói trước thực lực dù là trên tâm lý huyền cung người đều so linh điện mạnh hơn thậm chí sớm đã đứng ở thế bất bại tiêu phàm nghe vậy nhàn nhạt lắc đầu những người này trong lòng đã sợ hãi là huyền cung đám người kia đối thủ mới là lạ chứ chỉ là hắn cũng không nghĩ đến mộ thần gió lúc đó nói muốn tới tìm linh điện học viên luận bàn một chút vậy mà tới nhanh như vậy vừa vặn ta cũng đi xem tiêu phàm tâm bên trong nghĩ đến quét đám người một mắt cũng không quay đầu lại rời đi đến nỗi giết chết du thắng hẳn rất nhanh sẽ có người tới xử lý nhiều con mắt như vậy nhìn thấy là du thắng muốn giết hắn ở phía trước hắn phòng vệ ở phía sau nghĩ đến chiến hồn học viện cũng sẽ không như thế nào làm khó hắn đi chúng ta đi xem tống hào nhìn thấy tiêu phàm rời đi thở dài một hơi người sát thần này thật là đáng sợ tống sư huynh du thắng sư huynh thi thể làm sao bây giờ có tu sĩ mở miệng hỏi chẳng lẽ tùy ý du thắng thi thể đặt ở nơi này bên trong thông chi trưởng lão liền có thể nói thật tống hào trong mắt lóe lên một vòng lãnh quang tiểu tử ngươi dám tại chiến hồn học viện giết người thì phải bỏ ra máu đại giới để lại một câu nói tống hào liền rời đi nơi đây Hướng về bên ngoài đi đến, những người khác hai mặt nhìn nhau, bọn hắn không muốn cùng Tiêu Phàm là địch, dù sao, liền Du Thắng cũng dám giết người, còn có cái gì làm không được đâu. Nhưng mà, bọn hắn lại không muốn đắc tội Tống Hào, Tiêu Phàm là ai bọn hắn còn không rõ ràng lắm, vạn nhất thật là Huyền cung người đâu, chẳng lẽ mặc cho chính mình linh điện người bị giết. Mấy người do dự rồi một lần, vẫn là liệm Du Thắng thi thể, liền tìm linh điện trưởng lão mà đi. Bây giờ tiêu phàm đã tới linh điện bên ngoài cái kia thật lớn quảng trường người trên quảng trường ảnh thức tha chia hai cỗ thế lực phân biệt rõ ràng rất rõ ràng là linh điện cùng huyền cung nhân như thế nào hôm qua vừa mới phát ra tôi hồn dịch thanh linh dịch nhanh như vậy hay dùng xong có phải hay không không dám đánh cược a linh điện nhân lại biến thành con rùa đen rút đầu không có dược dịch cũng được a cùng lắm thì đánh cược hồn thạch đi các ngươi giàu gì cũng là chiến vương cảnh sẽ không liền hồn thạch cũng không có a ta xem cái này linh điện trực tiếp giải tán tính toán tiếp tục tồn tại cũng là mất mặt xấu hổ nếu là mấy năm trước gia nhập vào ta huyền cung còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận nhưng là bây giờ đi chúng ta huyền cung chế định một đầu quy củ mới không thu rác rưởi ha ha linh điện chính là một cái bãi rác cũng là rác rưởi huyền cung học viên ngươi một lời ta một lời không chút kiêng kỵ châm chọc lấy mảy may không đem linh điện để ở trong mắt dù là một cái chiến vương cảnh trung kỳ tu sĩ cũng có thể tùy ý lăng nhục có thể tưởng tượng được linh điện những năm này đến cỡ nào không chịu nổi vừa mới gia nhập vào linh điện học viên nhìn thấy một màn này tất cả đều vô cùng phẫn nộ rất nhiều người muốn đứng ra cùng huyền cung nhân giao đấu một phen cũng là bị những người khác giữ chặt đây là rất rõ ràng phép khích tướng ai trúng kế ai xui xẻo nhiều năm như vậy linh điện nhân cũng đã có kinh nghiệm rất nhiều nhưng mà huyền cung nhân lại không dự định như thế buông tha bọn hắn ngôn ngữ càng ngày càng sắc bén con mẹ nó chẳng phải mấy bình luyện thể dịch sao lão tử đánh cuộc với các ngươi ai tới đây đánh một trận linh điện nhân cuối cùng nhìn không được một cái thanh bảo thanh niên đi lên trước tức giận nhìn xem huyền cung người ha ha cuối cùng có rác rưởi dám mở miệng ta tới chiến ngươi huyền cung trong đám người truyền đến cười to một tiếng chỉ thấy một cái áo lam thanh niên tay cầm trường kiếm chậm rãi đi lên trước mỗi đi một bước mặt đất đều rất giống khẽ run lên khí thế khiếp người linh điện nhân thần sắc ngưng lại vẻn vẹn khí thế thành bảo thanh niên cũng không bằng áo lam thanh niên a à, một trận chiến này cơ hồ không có bất kỳ huyền niệm gì các hạ đường đường chiến vương hậu kỳ đối chiến ta linh điện chiến vương trung kỳ đây chính là các ngươi huyền cung sức mạnh ỷ mạnh hiếp yếu mà thôi các ngươi mới thật sự là rác rưởi đột nhiên linh điện một phương một đạo lạnh lùng tiếng vang lên hết tập 27